say có lúc đôi ta nhận ra không thể thiếu vẫn nhau, bước trên chặn đường mới cùng nhau, bàn tay nắm tay, bước trên dòng đời hãy nghĩ về nhau, bước trên dòng đời hãy nghĩ đến nhau. Ta dù trên bờ vai nhau mỗi ngày, hãy hướng thật xa về tương lai kia. Em tựa như nguồn sóng trong ai, hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé. Hãy nhắc tên anh từng cơn mơ, hãy nhắc tên anh từng nỗi nhớ. Hãy nắm tay anh cùng đi, đi cùng anh. Vô! Nhạc lâu quá mọi người ơi, vô luôn đi, vô luôn đi, nhạc chi tầm này á mọi người, má đang ghiền quá anh em. Ok, lô 500 mini đã quay trở lại với kênh channel của tôi nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại làm một doanh nhân giàu có ở trong supermarket simulator nữa. Ok ha, bữa trơm qua chơi anh em xong ghiền quá mini ơi, má qua chơi xong ghiền quá. Ủa mà tôi có like không ta? À có mà, mà tôi có like mà. À, lỡ bấm nút like giờ sao anh? Để đó luôn đi em, để nguyên đó cho anh. Lỡ bấm rồi để nguyên đó đi, đừng bấm nữa ha. Hai anh em gì, hai anh vô đi anh, em gần đi ngủ rồi. Không sao em, ngày mai mình coi lại được, không sao ha. Hôm nay là tôi mới vừa được là thần đồng tính toán ông hoàng của những phép tính, gọi là khen gì ta, khen thần đồng chỉ cho vài phép tính toán để có thể làm kinh doanh mua bán, thuận mua vừa bán khách hàng để có thể trở thành một doanh nhân thành đạt. Nên là hôm nay tôi nghĩ là tôi sẽ ok hơn đó mọi người. Nhớ lần anh Sồ làm pha chế đầy sóng gió Ngọc Như Ý rồi, rồi anh có pha cho mày uống lần nào chưa mà mày biết là anh pha chế sóng gió ta? Rồi anh có pha cho mày uống lần nào chứ mày sao mày biết là đợt anh làm pha chế sóng gió vậy bay? Hả? Lỡ súp rồi sao anh? Mình tạo hoạt khác mình súp tiếp em ha. Mình lỡ súp là mình tạo hoạt khác mình súp tiếp nha em. Dễ thương quá à. Cảm ơn em nhiều nha em. Cắt tóc chưa anh hả? Ngày mai mới đi cắt tóc em mà. Hôm nay tôi bị bệnh mọi người biết không? Hồi sáng nay tôi dậy tôi bị bệnh mọi người. Phát tự nhiên hồi sáng giờ tôi dậy tôi chóng mặt, tôi đau đầu. Kiểu tôi dậy không nổi luôn á. Dậy không nổi luôn, rất là mệt luôn. Tự nhiên sáng ngày mệt vai mày. Xong rồi cái không có làm việc được, nguyên ngày hôm nay là không có quay cái video nào luôn á. Nguyên hôm nay không có quay một cái video nào được hết. Rồi cố gắng lắm rồi là tối nay mới leo lên máy tính livestream được cho mọi người coi này, chứ nguyên nay tôi bị bệnh, tôi mệt quái đái à. Không biết là Hani với lại là Hakari nó đang có coi đang là coi livestream không nhỉ? Có coi cho anh biết sự hiện diện của hai đứa ấy. Anh dạo này không chơi với GB hả? Trời ơi lại hỏi nữa. Em ơi, quan trọng là chơi với GB mà mình phải chơi game nào mà chơi nhiều người thì mới chơi được với GB chứ. Má bây giờ mày chơi mỗi tựa game giả lập mắc kẹt simulator, mày đòi chơi với GB rồi tao cho nó vô nó ngồi nó nói chuyện cái gì? Trời, chơi chung là mình phải có người vô chơi chung game với mình chứ, chung lẽ giờ mình bắt nó ngồi nói chuyện với mình kỳ đúng không? Kỳ quá, tự nhiên cái mình ngồi chơi mình bắt thằng em coi mình chơi. Tội nghiệp đó ba. Tội nghiệp đó. Anh mở tiệm net đi anh, là có luôn em. Có luôn nha. Tôi bắt đầu tôi thấy khoái với tựa game là simulator này rồi đó. Tôi thấy khoái rồi đó. Hồi đợt cái hả nghe nói tới cái gì mà simulator là không có thích đâu. Nghe nói đến là simulator là không có thích đâu. Nhưng mà dạo gần đây bắt đầu là tìm hiểu làm ăn kinh doanh đó, tự nhiên cái khoái. Tự nhiên cái khoái. Đúng không? Qua chơi mắc kẹt simulator xong trời hôm nay dính luôn. Nay dính luôn. Hôm nay là quyết tâm mà làm doanh nhân thành đạt nè nha. Đố anh, con gì ăn thì sống? Khui quả đi, ba nhanh nhanh, hóng gần chết ỏi. 333, em đã ngồi treo máy để đợi anh like nãy giờ rồi. Em bỏ đi eo luôn ấy anh, nên khui y. Em chạy đến like trước đi ra đi. Thật ra là anh hỏi coi hai đứa có ở đâu không? Để anh nói là hôm nay nó có khui quà. Nha. Thì hôm nay là anh đã ra nhà má anh rồi. Thì nói chung là má anh nhận được hai hộp quà. Đó, thì một hộp thì free ship, còn một hộp không biết đứa nào đặt xong rồi cái hả? Để cái gì giá ship 16.000. Ủa tặng quà để tôi trả giá ship á. Đúng rồi, cái má tôi trả xong rồi má tôi hỏi tôi được đặt hãng gì trên Shopee vậy. Tôi nhớ tên một đứa gì là Lữ Gia Hân gì vậy.
Lữ Gia Hân hình như Hani đúng không? Lữ Gia Hân. Sao mà đứa cái gì không để tên luôn má. Hình như là Hakari không để tên đúng không? Anh khui. Tao cầm cái hộp quà lên tao nhìn. Tao nhìn một hồi lâu xong rồi tao thấy địa chỉ, người nhận, số điện thoại, còn tên người gửi không có má. Tên người gửi không có. Thôi. Nói chung là tôi tối nay là anh định là anh sẽ lên livestream này để anh mở quà cho mọi người coi. Cho mở quà để trả lại cho cái kèo của Hakari với cả là Hani nè. Nhưng mà bà dịch kêu là thôi, cái đó đừng có khui ở trên livestream. Đó, bà dịch bắt đầu là quay vlog. Bà dịch bắt đầu là quay vlog khui trên kênh của hai đứa. Tại vì tôi với bà dịch có một cái kênh vlog á, tên là Go Bà Dịch á. Thì mọi người rảnh mọi người qua đó coi. Tôi bây giờ sắp tới tụi tôi chuẩn bị đăng một cái video vlog nhỏ nhỏ đó, nhưng mà chắc có ít gì nhiều đâu. Thì những cái video, những cái hộp quà mà mọi người tặng cho tôi và dịch thì tụi tôi sẽ khui trên đó. Tại vì cầm cái hộp quà lên á thì má nó lên livestream nó kêu là cái gì em tặng cho anh Go. Em gửi về địa chỉ nhà của má anh Go, em tặng cho anh Go. Đó, em tặng quà cho anh Go. Tao cầm cái hộp quà lên tao nhìn cái dòng chữ em tặng anh chị dịch và anh Go. Là tặng cho anh dữ chưa? Là mày tặng cho anh hay mày tặng cho hai đứa nói luôn. Đó, đó là bà dịch bắt kêu là thôi quà tặng hai đứa thì thôi mình khui duyên. Đó, đây là quay video khui duyên. Hả? Nhanh go, nhanh chứ, đang nghiền quá rồi, nhanh chứ em. Nhanh chứ, chơi luôn nè ha. Chơi luôn nè ha, vô chơi luôn nè ha, nhanh chứ. Má đang nghiền ba ơi, đang nghiền lắm. Ủa đang nghiền, nhanh chứ, phải nhanh chứ. Hôm nay nghiền là phải nhanh thôi. Bây giờ mình nghiện rồi, bây giờ là thành con nghiện rồi đó. Rồi ok, giờ mình xin phép mọi người là mình sẽ bật lái trên tóc tóc nha mọi người. Rồi ok, cô tu lái mắc kẹt simulator. Rồi ok, go to live. Rồi đứa nào đang ngồi gọi là cãi lộn hay là gọi là nhắn tin gái gú chết chip với lại gọi là các thứ đồ là im lặng hết nha. Bắt đầu là chim tóc tóc đó. Chào mừng tất cả 500 anh em đã quay trở lại với kênh live chim của bé Sô, một doanh nhân mới nổi ở trong ngành doanh nhân và chuẩn bị trở thành một tỷ phú nhất thế giới. Một tỷ phú mà sau này sẽ vượt qua khỏi giấc ma, vượt lên trên cả Bill Gates và có thể là sánh ngôi ngang bằng với lại vị trí đang đứng top đầu thế giới. Đó là mai mốt là trên bảng xếp hạng của những tỷ phú giàu nhất thế giới là sẽ có tên tôi chảnh đó mọi người. Có tên tôi chảnh đó. Nhưng mà người ta nói đó, ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Chúng ta luôn bắt đầu từ những viên gạch đầu tiên, đúng không anh em? Chúng ta luôn bắt đầu bằng những viên gạch đầu tiên. Nên là chúng ta sẽ khởi nghiệp bằng cách làm nhân viên siêu thị. Ok chưa? Rồi. Chào mừng anh em đã quay trở lại với siêu thị của tôi. Ôi anh chơi Free Fire game đẹp trai. Trời, mai mốt anh chơi game giả lập làm Free Fire luôn. Mai mốt anh chơi game giả lập chơi game Free Fire trong game giả lập chơi game Free Fire luôn. Ok không? Ok không? Thế giới mà ra game đó anh chơi game đó liền cho em coi. Nha, mấy bữa nay tao thích cái game simulator đúng rồi. Free Fire simulator. Ha, mai mốt mà có game đó là tao chơi liền đó mày. Mai mốt có game đó là tao chơi liền đó. Rồi ok anh em ha. Thì hiện tại là ở tập trước thì như anh em biết đó, chúng ta đã có thể là cho cái cửa hàng của chúng ta lên được level 9. Thấy không? Thấy cấp 9 không? Thấy cấp 9 không? Thấy không? Má chỉ có những người mà có tư duy của những người thành đạt, những doanh nhân tỷ phú thế giới mới lên được cấp đó rồi không? Tao kiếm được 800 đô một ngày. Quả đó em tặng cho anh CJ mặt cười. Mà tại em gói nhiều méo nhớ mình ghi kêu kêu gì nên em ghi lộn CJ Zit thành CJ Ruby vài lần. Trình lỗi. Nhưng mà lên kèo hẹn khui y, hóng gần chết mà bị hủy kèo lần ba òi đó. Sầu hai người. Thì em đăng ký kênh đi, em đăng ký kênh Go Dịch đi. Rồi đăng ký kênh YouTube Go Dịch đi. Thì chừng nào khui thì thông báo với em ha. Chứ giờ anh cũng biết chừng nào khui nữa. Tại vì cái kênh đó giờ không có enter. Ok, bây giờ là mình cấp 9 rồi đúng không? Đây, bây giờ là cửa hàng của chúng ta đang rất là ok mọi người. Thì hiện tại là tôi mới được gọi là một truyền nhân của gọi là gia cát khổng lượng, gia cát lượng đó, là một người rất là thông minh, Khang thần đồng. Hồi xưa là Khang nó đi thi toán, mọi người biết mà thi toán thế giới không? Thi mà mấy đứa nít mà nó toán nó cứ vậy nó muốn tay nè, đó nó thi toán không? Hồi xưa thằng Khang nó thi cái đó, nó đạt giải nhất mọi người. Không tin mọi người lên mọi người sạch trên Google đi, không thấy tên nó luôn. Nó đạt cái giải đến cái mức mà ở trong cái bảng xếp hạng là không có tên nó trong đó luôn đó. Thì nó chỉ với tôi là một cái mẹo đó là dễ, thì nó kêu là tôi bị thối tiền là bị dư đó, thường là thối tiền nó bị số lẻ khó thối. Thì bây giờ là Khang nó kêu tôi là bây giờ làm tròn lên mọi người đó. Ví dụ như bây giờ cái giá là 6 đô luôn, 6 đô 7, mà mình không để 6 đô 7, mình để 6 đô 05 đó, thấy chưa? Mình để gì để làm gì mọi người? Mình để vậy để khi mà mình thối tiền á, mình thối nó dễ đó. Thì rồi bữa tôi hôm qua tôi không có biết, tôi tưởng đâu là để thối tiền ăn chặn khách được. Má đứa nào nó dạy tao cái thối hả? Tao mới tao làm ăn kinh doanh, tao còn chưa thành đạt, tao còn chưa thành tỷ phú, tao còn chưa giàu, nên là nó dạy tao cái thối gọi là buôn gian bán thiếu rồi.
Hôm qua có đứa dạy tôi buôn gian bán hiếu, còn người đó dạy tôi hả ăn cắp tiền khách hàng ta. Đâu ơi, sao bọn nó hèn chi ngày hôm qua hả, trời mưa thấy gọi là lòi cùng chỉ á luôn, chưa lên cấp nữa, trời muốn lòi cùng chỉ luôn, không lên cấp được. Là tại vì buôn gian bán thiếu đó, buôn gian bán thiếu là không có lên cấp được nha mọi người. Nên là mình nói chung là mình ra mình làm ăn kinh doanh đó, là mình phải đặt cái tâm của mình vào trong đó thì mình mới có cái tầm được, anh em hiểu không? Nên là ngày hôm nay là tôi quyết định là tôi sẽ bán giá chẵn đó, để cho khách mà người ta mua đó mình đỡ phải là ăn chặn tiền của khách mọi người ha. Đó ha, chứ mất công mà tôi bán mà tôi bán đắt quá xong mọi người lại kêu tôi là kêu gọi 40 tỷ xong rồi lại ăn chặn của mọi người thì mọi người không xét tôi là thấy bà tôi luôn đó. Nên là tôi xin phép mọi người ha, thì bây giờ là tôi sẽ chuyển hết những cái giá tiền này lại thành những cái giá mà nó chẳng chẳng chứ anh em đó, những cái giá chẳng là phích năm thôi mọi người đó. Chứ thần đồng kháng dạy tôi, ok chưa, thần đồng kháng dạy tôi đó. Hên quá mọi người, hên là tôi có chơi với lại một thần đồng, đúng không? Tôi không chơi thần đồng đâu, biết này đâu. Rồi ok, mở cửa nè. Rồi, con số ở đây, ăn mấy gà con mấy. Ngày tiếp theo, ai mua siêu thị không? Siêu thị hôm nay có đại hạ giá nè, vô mua đi. Mua 1 tính tiền 2, ôi lộn, mua 2 tính tiền 1. Đó, nhưng mà ra khỏi cửa được thì không tao không biết. Rồi vô mọi người ơi, vô ơi. Hôm nay là siêu thị VIP mọi người ơi. Hôm nay đồ bán VIP đó mọi người ơi, vô siêu thị này. Cái này nè, ai hôm nay cần gì mua, hôm nay có tải em bé nè. Bà bầu mà đang ngồi lòng có thèm chua gì, trong đây có xoài luôn nha. Mốt là bà vô đây mà nhu cầu cao là tôi bán xoài luôn mọi người. Tôi bán xoài chua luôn, ok chưa? Mà bán xoài bây giờ là không đủ nhu cầu của mọi người, phải không? Mọi người mà mua nhiều nha, mọi người mà mua nhiều ở trong cái cửa siêu thị của tôi nha. Tôi bán xoài xong tôi bán kèm thêm muối luôn, ok không? Thủng mua vừa bán luôn ha. Rồi đây, đó, bây giờ tiền chẵn nè mọi người đâu. Bây giờ tiền chẵn là bây giờ mình chỉ cần thối 4 đô. 1, 2, 3, 4, đó, thằng đồng khang. Thằng khang nó chỉ mình cái mẹo đỉnh quá mọi người. Hán chỉ mình mẹo đỉnh quá. Cà thẻ đó phải không? Rồi, 32 đô 50. Rồi, cảm ơn chị gái nha. Lần sau chị có thèm sò chị nói em gái, em đặt sò về cho chị luôn ha. Em là em đang chuẩn bị tân trang cửa hàng của em lên. Em mua 50 cái tủ lạnh. Ngày mua 50 cái tủ lạnh em để khắp nhà. Xíu lại xài xong hết hả? Em đem về nhà em bán tại nhà luôn. Nguyên một ngày em ngồi coi vít anh like hôm qua tận 6 lần. Xem chẳng méo hiểu gì. Coi xong một đống ít bi chơi game đó hiện lên. Và mới biết anh lên cấp thì thùng để đè lên thùng được mặt cười. Ôi thùng ấy, để đè lên thùng được hả? Kiến thức mới là được tiếp thu. Ok, kiến thức mới là được tiếp thu. Trời ơi, hôm qua tôi vứt thùng. Tôi vứt thùng mọi người. Mấy cái thùng đó mình để lại mình có hàng vô được. Hồi hôm qua sao có đi tôi vứt thùng mấy. Sao có đi tôi vứt thùng hàng chi trời ơi. Chị ơi, chị lấy thẻ nhân viên VIP không? Chị tích điểm không chị? Tích điểm không? Ha, sau này tôi phải tích hợp gọi là tích điểm vô trong cái cửa hàng của tôi mới được mọi người. Chứ đã thấy có mấy anh chị là mua đồ quá là nhiều. Ôi, thấy mấy anh chị quá nhiều anh chị mua đồ nhiều quá. Mua đồ nhiều quá mà không có tích điểm cho người ta thì mình không có cái gì gọi là phục vụ khách hàng đó mọi người hiểu không? Mà mình không có cái gì để hỗ trợ khách hàng á. Hello, à nãy hát lập ACC mới do lỡ ao ACC cũ mà cô nhớ pass mặt cười. Ok, cảm ơn Neo Nobel nha. Ủa, à, cũ của em là gì vậy? Em không thể nào cho anh biết tên được không? Cho anh biết quý danh của em được không? Trời ơi, tặng. Mọi người thấy gì chưa? Kinh doanh 10 ngày 1.000 đô. Có cái doanh nghiệp nào vừa mới kinh doanh, vừa mới khởi nghiệp được 1.000 đô giống như tôi không? Có không? Doanh nhân tỷ phú tương lai đó mọi người, hiểu không? Đó, mọi người chuẩn bị đi, mọi người chuẩn bị ăn tân gia nha. Mọi người, tôi chuẩn bị là tôi mua thêm cái nhà ở quận 1 để tôi mở thêm cửa hàng đó mọi người. Chuẩn bị đi nha. Đó, tụi bay chuẩn bị tiền đi á. Tôi chuẩn bị là mua thêm cái nhà ở quận 1 để là mở một cửa hàng tạp hóa rồi đó. Ok không? Rồi bây giờ đẹp gái quá chị ơi. Dạ chị đi thông thả nha chị. Mốt vô có mua sòi chấm mua ớt kêu em nha. Mắm guốc cũng được chị ơi. À khoan, nhưng mà mắm guốc thì nó hơi thủng cái cửa hàng của mình ha. Vô khách hàng ngửi thấy người ta không ưng ha. Thôi chấm muối thôi. Rồi ok, tiếp nè, chị này lại thẻ chị. Nó khang nó chỉ tôi sửa lại giá cái giờ mình tính tiền khỏe ra mọi người. Sửa lại giá tính tiền khỏe ra. Bình luận này top 1 trời. Tất điểm không anh? Tất điểm không anh? Anh đang mua 44 đô, anh mua thêm 6 đô nên chọn 50 đô em tích điểm cho anh, em giảm giá cho anh 1%. Tích điểm đi anh. Không tích luôn. Hello anh, kinh nghiệm khi em chơi thì anh nên lắp đầy sản phẩm, đừng để thiếu nó, trừ kinh nghiệm ấy anh. Ok Sunny, nhưng mà hiện tại anh đang để tiền để anh mua. Anh thuê nhân viên em ạ. Mình đang làm doanh nhân thành đạt mọi người hiểu không?
mình đang là doanh nhân thành đạt với cái chỉ tiêu là gì ạ? 1.000 đô trong vòng 10 ngày. Mọi người hiểu không? Bây giờ là mình đang mới khởi nghiệp mà mình là một doanh nhân 1.000 đô trong vòng 10 ngày. Vậy chi 1 tháng là mình bao nhiêu đô ạ? 3.000 đô. 3.000 đô mà không lẽ bây giờ mình làm chủ mà mình ngồi mình tính tiền vậy được sao mọi người? Coi vậy được không? Không được đúng không? Đó thấy chưa? Thằng này vô nó nhìn cái mắt nó phán xét liền. Nhìn cái mắt nó phán xét liền. Đó, nó kêu tôi làm ăn nhân viên. Đó, thấy chưa? Nên là tôi phải cố gắng tôi tích tiền để tôi làm gì? Để tôi thuê nhân viên. Thuê nhân viên xong rồi tôi sẽ phiêu đầy tất cả những cái kệ hàng của tôi. Đó, ok không? Rồi 3, 2, 6, 5, 10. Rồi, cảm ơn chai nhiều nha. Rồi, quá thiếu rồi, nhưng mà giờ thiếu hàng nhiều quá đi ơi. Quá giờ thiếu hàng nhiều quá, anh em đợi tí để tôi ẹp thêm hàng vô kệ của tôi cái. Rồi. Mấy anh chị mua hàng từ từ mấy anh chị ơi. Mình mua tới cái gì ta? Black tea vậy hả? Rồi, ok, black tea. Xong rồi tới cái này. Đó, giờ tôi sẽ mua tùm lum thứ xong rồi tôi vô tôi phiêu vô cửa hàng của tôi ha. Rồi ok. Đâu anh trai mua gì ạ? Trời mua quá trời, mua anh trai, mua nữa đi anh trai. Đó, mua ít vậy. Mua nữa đi. Anh đọc tên em theo cách 3D đi anh, không bây giờ mày kêu anh đọc tên mày theo cách là đường thẳng băng thì anh đọc được nha. Rồi ok, cảm ơn anh trai nhiều nha. Rồi đến giờ chúng ta chuẩn bị chúng ta đi phiêu đồ thôi mọi người ơi. Cuối giờ rồi, cuối giờ rồi. Ê, tao chưa thấy một cái doanh nghiệp nào mà hả đi phiêu đồ vào cuối ngày giống như doanh nghiệp của tôi luôn. Tôi chưa thấy một cái doanh nghiệp nào mà giống như cái doanh nghiệp của tôi luôn. Ôi trời ơi, trà đen ghế rồi. Má trà đen ế thôi bây ơi. Trà đen ế lòi băng hồng rồi. Ôi ơi, trà đen ế rồi con ơi. ACC cố e tên nêu. Tuần TAC có hứa cuối tuần moi lên donate cho A có tiền ăn mì. V. Ồ, cảm ơn Neo nha. Không, anh nhớ Neo, anh nhớ Neo, anh nhớ Neo. Cảm ơn Neo nhiều nha Neo. Trời ơi, hứa là phải làm đúng vậy đó, thấy chưa? Các bạn nên học Neo nha, các bạn nên học Neo nha, tại vì có nhiều bạn hứa coi livestream bấm like thường xuyên để tôi bấm like tiếp mà không đứa nào like hết. Coi livestream mà đứa hứa không à, gọi là họ hứa tên đổ không à, đúng không? Cái gì mà nó tốt là nó hứa, còn cái gì mà nó không tốt là nó đổ thừa đó. Thế là mọi người ơi, mọi người hứa mọi người làm nha, mọi người đó mình làm ăn kinh doanh là mình hứa là quay tính, mọi người hiểu không? Ẻo anh bảo kết bạn Facebook với em cả tháng rồi CSS thấy anh KB luôn buồn quá. Không em để lại link được không? Anh quên em à, anh quên. Không, dạo này anh có nhiều chuyện quá, anh chết quá em à. Dạo này hơi bị chết thôi, hơi chết chứ anh không cảm nha. Dạo này anh có nhiều việc anh chết quá. Anh đọc thẳng tên em đi. Ừ, chào bạn Du đi. Đủ thẳng chưa em? Đủ thẳng chưa? Đủ thẳng chưa? Má thẳng băng luôn rồi đó. Khách nhiều quá ha, khách nhiều quá ha. Thôi khách nhiều quá, khách chờ xíu nữa nha. Khách chờ xíu nữa nha. Giờ đang đi phiêu đồ rồi. Đang có đam mê mới rồi, giờ không có đam mê tính tiền nữa, giờ đam mê đi phiêu đồ nha. Khách ngồi chờ xíu nha khách. Bây giờ là tôi được quyền làm giá mọi người ạ. Bây giờ là tôi được quyền làm giá, tại vì sao? Bởi vì mọi người phải nên biết á, là trong cái khu này á, là chỉ có một mình cái chỗ của tôi. Một mình tôi là cái người để bán cửa hàng tạp hóa như này thôi, hiểu không? Không có thằng nào cạnh tranh được với tôi hết trơn á. Đó là cái điều quan trọng thứ hai giúp cho anh em có thể khởi nghiệp thành công. Anh em phải nghiên cứu thị trường, anh em phải nghiên cứu coi là gần chỗ anh em có thằng nào nó làm chung ngành với anh em, có thằng nào nó cạnh tranh thị trường với anh em không. Bắt đầu anh em mở ra anh em bán ha, thấy chưa? Là anh em sẽ đọc chiếm thị trường. Cái đó là người ta gọi là cái kinh nghiệm để kinh doanh, mọi người hiểu không? Đó, tham gia là anh em lưu ý nha, mai mốt mà chúng ta ra làm ăn kinh doanh mà mọi người muốn trở thành một doanh nghiệp chuyển đổi. Anh xì chết hả, cố lên anh, fan anh luôn bên anh nhé, hé hé mặt cười. Ôi ôi, sao em lại để cái link lên như vậy? Đừng có để cái link lên donate em ơi, vô phần tin nhắn của Play Duo á. Vô phần tin nhắn của Play á. Ok, vô đó để đi em. Ủa má, mày để nguyên cái link lên vậy má. Ủa nó ban like tao chết, mày ơi, ban like tao chết. Đừng để link lên nha. Ôi, rồi má. Thấy chảnh không, mọi người thấy tôi chảnh không? Bây giờ là tôi không có cần là đếm tới khách đúng không? Rồi, bây giờ mua hàng phải không? Đó. Bây giờ là khách phải là gian sinh nài nỉ để tôi mua, để tôi bán hàng cho khách, mọi người thấy không? Bây giờ là khách phải gian sinh nài nỉ quỳ lại để tôi bán hàng cho khách, để tôi tính tiền cho khách. Tầm này là cái doanh nghiệp của mình là cái doanh nghiệp không cần tiền nữa ha mọi người. Tầm này là cái doanh nghiệp của mình là cái doanh nghiệp không cần tiền nữa. Cái tiền bây giờ đối với mình nó chỉ là phù du thôi, đúng không? Nhưng mà có tiền thì vui đó. Rồi bây gì đây, 45 đô hả? Trời ơi chết rồi, 45 đô mà nãy mình lỡ 45 đô 60. Em xin lỗi em không có biết à, em xin lỗi anh à. À không, tại vì anh cũng sợ là em bị làm phiền thôi. Tại vì em dán lên Facebook lên. Ờ, chết chạy.
Thôi được rồi. Nói chung là em dán lên lên vậy là sợ là kiểu bị kiểu người ta phá, hiểu không? Anh chỉ sợ vậy thôi chứ gì chứ. Rồi tiếp. Rồi thẻ tiếp anh trai. 4 đô rưỡi. Rồi ok, tiếp đi. Trời ơi, mình bỏ tiền ra mình mua đồ quá trời mua, mình mua quá trời mua vậy mà mình vẫn lời, mọi người thấy không? Vẫn lời. Trời ơi. Nhà kinh doanh triệu đô. Tỷ phú tương lai. Ha. Hồ, nhớ e cô chị bảy. Long tan no si chị bảy. Hết hồn, long tan no si thi. Hello Thi nha, cảm ơn Thi đã đến với livestream của anh hôm nay ha. Hôm nay Thi mà muốn làm doanh nhân hay là tỷ phú gì đó thì Thi cứ vào đây học công thức của anh nha, đảm bảo với Thi luôn là Thi xuống đấy ra hồi Thi ngồi mẹ luôn. Ok Thi ha, rồi cảm ơn Thi đã đến với livestream của anh. Rồi ok, giờ bớt khách rồi nè, chúng ta sẽ đi chúng ta gói hòa hàng tiếp ha mọi người. Mà tự nhiên cái bây giờ cái tôi muốn là tôi bỏ mấy cái trà đen ra quá ta. Trà đen ế bà đó rồi mọi người ơi. Trà đen nằm này ế rồi, trà đen nằm không ai mua má, mấy hộp trà đen luôn nè. Trời ơi. Trà đen ế lòi lìa mọi người. Từ bây giờ tôi phải phiêu đồ vô anh em ơi, phải phiêu đồ vô. Bây giờ là mình có cà phê nè. Đó, cà phê vừa cài vừa phê rồi đó, ok chưa? Rồi, chuẩn bị thuê nhân viên được rồi. Ôi lên level 10 là... Bán trà đen nữa hả? Cái gì vậy? Ê, tự nhiên hình như mình lỡ mình mua thêm trà đen hay sao á mọi người. Thôi trà đen mình để ở cuối tủ đi ha. Ê, tôi nghĩ là trà đen tôi để cuối tủ đi. Ừ. Trời má ơi. Một dãy một mình nó luôn mọi người. Một dãy một mình nó luôn. Một mình cái khu đó bán trà đen luôn. Ở Bãi Đạn thật. Rồi ok thôi, tổng kết một ngày nè. Để coi tổng kết một ngày bé Gô hôm nay kinh doanh được nhiêu nha. Mọi người ơi, mà mọi người cùng cho bé Gô biết được là tổng kết một ngày hôm nay bé Gô lợi nhiêu nha. Nào, tổng kết ngày thứ 13 bé Gô lợi nhiêu ạ? 198 đô. Quá là xuất sắc. Một người đàn ông đầu tiên ở trên thế giới khởi nghiệp mà không bị lỗ. Thành công trong lần đầu thử nghiệm. Ok chưa? Thành công trong lần đầu khởi nghiệp. Nào, tất cả những học sinh của tôi, tất cả những người đã đăng ký khóa học để có thể trải nghiệm trở thành một doanh nhân giàu có, một tỷ phú số 1 thế giới, các bạn hãy vào đây. Tôi sẽ cho các bạn biết bí quyết làm thế nào để có thể bán được 1 tỷ gói mè trong vòng 1 ngày. 1 tỷ gói mè. Mọi người nha, chúng ta có thể bán được 1 tỷ gói mè trong vòng 1 ngày mọi người nha. Để có thể làm được điều đó thì tôi khẩn thiết rất cần các bạn học viên của chúng ta đóng học phí bằng cách ấn like, subscribe cũng như là thả tim, follow cho kênh của tôi. Ok chưa? Thì tôi sẽ làm ra nhiều khóa đào tạo nên những cái doanh nhân, những cái tỷ phú để chúng ta có thể đào tạo nên thật nhiều Bill Gates trên thế giới. Ok chưa mọi người? Ok chưa? Nào bây giờ các học viên của chúng ta hãy đóng học phí đi nào. Má tôi thấy là 1149 học viên mà chỉ có 496 đứa đóng học phí thôi đó. Đóng học phí đi nào, bấm like đi anh em, bấm like thoải mái vô nha. Cái nút like rất là miễn phí, nút tim nó cũng rất là miễn phí đó với mọi người ha. Like và tim mạnh vô nha mọi người. Được rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với khóa học vào ngày hôm sau nha mọi người. Let's go, let's go. Rồi, ok. Hôm nay món nào cũng tăng ha. Hôm nay món nào cũng tăng ha. Nhưng mà trước tiên là chúng ta phải trải nghiệm cái cảm giác phê chứ mọi người. Hôm nay là mình làm rồi. Mình không phải là mình cắm đầu, mình làm mãi được mọi người. Mình phải tận hưởng, được không? Mình làm ra tiền để làm gì? Để mình tận hưởng, để mình phê. Hiểu không? Không phải là mình làm ra tiền để mình cấp vào đó, mọi người hiểu không? Mình làm ra tiền, mình cày đầu như con trâu, như con chó. Để mình làm, để làm gì? Để mình tận hưởng cái số tiền, để mình phê. Hiểu không? Nên là hôm nay tôi quyết định tôi sẽ mua đó. Nhân viên đầu tiên. Nào, nhân viên đầu tiên. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Má nhìn mặt này nó không uy tín nha mọi người nha. Mình thuê nhân viên là mình phải để ý nhân viên nha. Nè nha, bây giờ tính tiền cho khách mà tính thiếu 1 đồng nha, là trừ lương gấp 10. Ok chưa? Nha, ở quán này là chết mẹ chưa có camera mọi người ơi. Bây giờ nhiên tới cái lúc mà tính tiền xong rồi cái nó ôm tiền chạy sao ta? Thôi vậy là bây giờ mình vẫn còn phải ở quán để mình coi mọi người. Thôi đợi chừng nào mà có camera là tôi đi khỏi quán cho automatic luôn đó. Mình làm được tới tầm này rồi là mình phải trải nghiệm được cảm giác mọi người hơn, mình phải phê đó. Rồi bây giờ đầu ngày thì chúng ta nên trả những cái bill trước ha. Rồi tiếp theo nào, bây giờ thì mình mua cái gì nha? Tôi nhớ là hình như là có cái mở rộng cửa hàng đúng không? Session nè. 750 luôn mọi người, 750 luôn. Ok, thôi bây giờ mình nhập thêm hàng đi ha. Hôm nay thì cửa hàng của tôi đang
Mua thêm một tủ lạnh, mua thêm một cái kệ. Rồi ok, tiếp theo thì mình sẽ mua thêm vài đồ ăn nữa. Đó, mấy món đồ khô mà mình bán là mình sẽ không lo bị ế mọi người ha. Nước uống cũng không lo ế nè, trứng cũng không lo ế nè. Ờ nhưng mà trứng thì nó đắt quá. Trứng nó hơi đắt, trứng nó hơi đắt. Thế mình bỏ cái gì đây ta? Bỏ má cái đéo gì cũng cần hết. Bỏ dầu ra đi. Ừ, ok, rồi, mua. Rồi nào. Nào, chúng ta nào. Người nhân viên đầu tiên. Nào, người nhân viên đầu tiên. Chúng ta em bán em bột mì 1.000. Giờ muốn sao mày nói luôn. Giờ muốn sao? Tao nhập một thùng bột mì 33 đô, nó kêu bán nó một bịch bột mì. Em đóng tiền học phí cho khóa học làm giàu mặt cười. Em đóng học phí chứ. Ôi anh Thi, má đóng học phí nhiều quá em. Sinh viên, học sinh này, bạn học viên này là phải được cấp thẻ VIP. Bạn học viên này là phải được cấp thẻ VIP. Cảm ơn bạn Huỳnh Anh Thi nha. Anh sẽ gọi là dạy cho em một cái khóa đào tạo riêng luôn ha. Thay vì mọi người đang coi ở trên khóa học này, thầy dạy cho mọi người bán 1 tỷ gói mè trong vòng 1 ngày. Riêng em, riêng bạn học viên Huỳnh Anh Thi, thầy dạy em cách bán 2 tỷ gói mè trên 1 ngày luôn. Ok chưa bạn Thi? Thầy dạy em bán 2 tỷ gói mè trên 1 ngày luôn ha. Cảm ơn bạn Thi nhiều. Rất cảm ơn bạn Thi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ra mình lấy đồ vô nè. Bây giờ là ở đây là mình có cái kệ nè ha. Cửa hàng của mình giờ đã mọi người. Giờ như tôi nhìn cái cửa hàng của tôi mà tôi còn thấy thích thích nữa anh em. Nhìn cửa hàng của mình giờ thấy đã anh em. Đã ha. Rồi từ từ bây giờ tôi nghĩ là tôi nên chuyển đồ của mấy cửa hàng của mấy cái kệ lại. Kệ thì tôi nghĩ là tôi sẽ xếp riêng. Còn tủ lạnh thì tôi sẽ xếp riêng. Bây giờ tôi sẽ không xếp vô cùng một loại nữa. Đó, bây giờ là mình phải có là sự phân bố đó anh em ạ. Bởi vì cái cửa hàng của chúng ta mà thành bại, mà gọi là khách hàng mà người ta có vô người ta mua hay không á, là nó còn quan trọng tới cái việc mà mình sắp xếp gọi là tủ kiết các thứ rồi đó anh em hiểu không? Đó. Bây giờ là cái đoạn này thì mình sẽ xếp ôi không biết xếp đủ không ta. Tôi nghĩ là tôi cần phải nên mở rộng thêm cái cửa hàng đó mọi người. Hôm nay mà tôi bán được tầm khoảng là 750 đô là tôi có thể mở rộng thêm cửa hàng nha. Ghé hôm nay bán được 750 đô nha anh em. Gán đi. Rồi, má không đủ ta. Thôi má không đủ ta. Thôi là phải mở rộng cửa hàng rồi mọi người ơi, phải mở rộng cửa hàng rồi. Chỗ này nhét vừa đúng 3 tủ lạnh nè má. Trời ơi, chỗ này nhét vừa đúng 3 tủ lạnh nè. Trời má không vừa 3 cái tủ lạnh luôn á. Ôi có cần phải ác độc nhau xíu vậy không? Ai, ồ đây tủ lạnh đôi. À vậy là hôm qua tôi mua lộn tủ lạnh thiệt anh em ạ. Anh em có nhớ cái đoạn mà hôm qua mà tự nhiên tôi mua tủ lạnh cái xong rồi cái mở ra cái tiến hành tủ lạnh đơn không? Đó, hôm qua tôi mua lộn tủ lạnh má. Rồi ok, hôm nay là bị có hai món hàng xuống giá mọi người ha. Rồi, bài học đầu tiên để chúng ta có thể trở thành một doanh nhân thành đạt là gì ạ? Mọi người là gì ạ? Là gì ạ? Các em học viên nhắc lại với thầy nha. Bài học đầu tiên để có thể trở thành một doanh nhân thành đạt là chúng ta phải theo dõi giá cả thị trường ha. Chúng ta sẽ bây giờ là chúng ta sẽ kiểu mình mới bán á, mình chưa có thương hiệu cá nhân cho riêng mình. Nên là bây giờ là mình sẽ bán theo kiểu là thị trường bán sao, mình bán lại y chang vậy ha mọi người. Thôi bây giờ là mình đang chưa có thương hiệu đó, mình đang gọi là mình đang chưa có hình ảnh đó. Chưa có ăn quần mẹ nào biết tới mình hết. Nên là mình sẽ bán thương mình sẽ bán theo giá thị trường ha. Từ từ sau khi mà cái cửa hàng của mình có thương hiệu rồi, khi mà người ta nhắc đến là Supermarket Sigo, ai cũng biết, người nào cũng biết, nhà biết, người biết, thì lúc đó chúng ta động giá lên gấp 3, gấp 4 lần. Không sao ha. Cái đó người ta gọi là bán hình ảnh mà rất nhiều YouTuber hiện tại đang làm ha. Rất rất nhiều người đang làm luôn. Mặc dù là cái giá trị cái món hàng đó thì nó đéo có cái quần mẹ gì xứng đáng với cái giá đó hết. Nhưng mà người ta có thể đổi giá lên tầm khoảng hàng trăm ngàn đồng, hiểu không? Ví dụ như món hàng nó 100.000 đúng không? Mình có hình ảnh đúng không? Ôi, hình ảnh tao giàu quá, hình ảnh tao to quá, ai cũng biết tao hết. Nó tao bán cái giá này 500.000 gấp 5 lần. Hiểu không? Đó là bài học đầu tiên cho mọi người ha. Thì chúng ta sẽ xây giá trị con người trước mọi người ha. Thì làm sao mà để cho cái bản thân mình được gọi là lên một cái tầm gọi là đỉnh cao trên cái VIP Burger mà hỏi ai cũng biết, thì lúc đó mình bán hàng mình sẽ bán được giá đắt, đúng không? Còn bây giờ thì không nào biết mình trơn á, mình đang là thằng vô danh đó, nên là bây giờ là mình bán hàng gì theo giá thị trường thôi. Ok ha. Rồi hôm nay lúa lên nha mọi người, hôm nay bột mì lên nha. Hôm nay đường lên luôn nha. Lên luôn em ơi. Rồi dầu ăn lên không? Dầu ăn hôm nay vẫn vậy ha. Rồi cái này là cái gì đây? Gạo hả? Gạo vẫn vậy nè.
gạo công nghiệp vẫn vậy nè, ngũ cốc vẫn vậy nè, cái này là gì đây, pasta, pasta vẫn vậy ha. Rồi cái này là gì nhỉ, ủa cái này là gì, oil, olive oil, cái này cũng là dầu nhưng mà dầu gì tôi không biết nữa mọi người. Cái này vẫn vậy nè, baguette vẫn thế. Ủa từ từ, baguette phải không, ê baguette là sao, thôi mình bán hơn chắc nửa đô chứ không ai nói gì đâu ha. Ừ, chắc là khách hàng thông cảm cho mình mà. Thôi mọi người ạ, mình bán đúng giá đi, cái này mình bán 6 đô rưỡi đi. Đó, để vậy cho là người ta vô, người ta mua, người ta cảm thấy là mình bán rẻ mọi người. Mặc dù là mình bán bằng giá thị trường ha. Ờ, 2 đô rưỡi. Đấy. Cứ phải ngày nào mà mình cũng phải check vậy đó mọi người, không? Không phải là muốn check đâu, nhưng mà mình cũng muốn automatic lắm, mình cũng muốn là tất cả mọi thứ nó đi vào là cái gọi là automatic, tự động hóa tất cả mọi thứ lắm. Nhưng mà mọi người phải biết là mình phải check như vậy để mình biết là giá thị trường đang tăng giảm như thế nào, mọi người hiểu không? Anh nên bán iPhone 16 đi. Em có tin là anh giả cái iPhone 15 Pro Max mà anh mới mua ở sale phone S vô này vô mặt em không? Em có tin không? Mày vô siêu thị mày hỏi anh ơi, em bán anh cái iPhone 16 đi. Nó cầm cái máy tính lên nó quất vô đầu mày liền. Mày vô supermarket mày hỏi anh ơi em bán cái iPhone 16. À vô supermarket anh ơi em bán em cái con Samsung Pro Plus. À vô supermarket anh ơi em bán em cái máy hút bụi. Nó quýnh mày liền á. Trời ơi em ơi, em để giúp anh nha. Supermarket, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chứ nào phải cell phone em nha. Supermarket, ok chưa, supermarket nha. Rồi ông bền, quá là khỏe ơi. Bây giờ mình làm cái gì à? Hồi nãy mình là thằng nhân viên nha, hồi nãy mình là thằng nhân viên, bây giờ mình lên làm doanh nhân. Bây giờ là chúng ta đi bên cái đường nha. Mai mốt mà tôi có tiền nha, tôi mua lại cái nhà này, tôi mua cái mặt tiền nhà này, tôi mở quán trà đá bên đây. Để làm gì mọi người biết không? Hằng ngày tôi ra đây, tôi ngồi quán trà đá, tôi coi nhân viên trong kia tính tiền. Không? Khỏe không? Khỏe không? Mỗi ngày mình ra đây mình ngồi nè, không? Mình nhìn qua bên kia, mình ngồi bên đây mình uống trà đá, mình nhâm nhi tí cà phê, mình nhìn nhân viên tính tiền thôi. Không? Đó, hai cái tay mà nó mò vô cái gọi là thùng tiền nha. Tôi bóc 1.000 ra thôi, mày bóc 1.000 ra thôi, tao thuê giang hồ lấy cái lỗ tay mày. Đó, thấy chưa? Gì đây? Khang mới chỉ tôi cái cách để gọi là mình để giá nhanh hơn mọi người. Khang mới chỉ tôi cách để giá nhanh hơn. Ok. Phía sau lưng của một doanh nhân thành đạt luôn sẽ có bóng dáng của một thần độc. Cảm ơn bạn Yến Mùi đã tặng cho mình một bông hồng và một cái trái tim bắn thẳng vào tim mình nha. Cảm ơn bạn nha. Tôi yêu các bạn khán giả của tôi 3 ngày. Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Được không? Bán 1 tỷ gói mẹ đi anh sầu. Trời ơi em ơi, tầm này là cái supermarket của anh đó hả? Độc quyền khu này. Này em muốn đi em muốn đi tham khảo cái thị trường. Anh đi tham khảo thị trường cho em coi trong đây. Mời em nhìn nguyên một khu phố của chúng ta nha. Nguyên một khu phố của chúng ta, một cái khu phố đông dân cư như thế này nha. Một cái khu phố mà nó đang có cái nhu cầu mà. Này. Ơi. Ơi, thằng này nó mở cửa hàng cạnh tranh với mình nè. Phải không? Food and... à không, cái này nó bán đồ ăn mà. Bán đồ ăn. Ờ nó bán đồ ăn, tức là nó không có bán đồ giống mình mọi người. Trời ơi. Tôi tưởng đâu là nó bán, nó mở cửa hàng cạnh tranh với tôi với anh em. Đó, thấy chưa? Nguyên một khu phố này đâu có chỗ nào bán supermarket giống tôi đâu. Chỉ có mình chỗ tôi là bán supermarket để làm gì à? Cái này người ta ở trong gọi là ở trong gì ta, ở trong chiến lược kinh doanh ta gọi là gì, độc chiếm thị trường, hiểu không? Trong nguyên cái thị trường ở đây, nguyên một cái nhu cầu gọi là của dân cư ở đây, chỉ có một mình tôi bán cái này thôi. Nó là mỗi lần mà người ta hết giấy vệ sinh, người ta sẽ đi vô cửa hàng tôi người ta mua. Mỗi lần mà người ta hết mà kiểu tương ớt gì, người ta sẽ đi vô cửa hàng tôi người ta mua. Rồi cái gì đây, tô ịt ben xèo, cái đéo gì đây, cái gì đây, rồi anh trai nhìn ăn mặc bảnh tỏn bảnh bao, đi hả, đi về Tây, đi hả, đồ vét mang ký trong công tri thức, nhìn chai nước 3 đô chơi đó. Giá thị trường ta bán 2.69 đó, em bán lên có 31 đô kỳ kẹo với em á. Nhìn ăn mặc bảnh tỏn mọi người, ăn mặc bảnh tỏn không, tao đăng lên tao phốt nó liền nè. Ok mọi người nhìn nha, đó, đây là hình ảnh của anh tên gì, anh tên gì, anh Tỏn ha. Ok mọi người nha, đây là hình ảnh của anh Tỏn nha mọi người. Anh này, mọi người nhìn nha, nhìn kỹ nha mọi người. Anh này ăn mặc rất là bảnh bao, nhưng mà anh này đi vô cửa hàng của mình nha, chê một cái chai nước có 3 đô thôi, anh chê đắt nha mọi người. Đó,
mình quay lên đây là mình không có quay, không có ý gì nha mọi người. Mình quay lên top top này là để cho mọi người biết là anh này là ảnh vậy đó, để mọi người mốt mà mấy cửa hàng mà có bán hàng thì né anh này ra rồi mọi người. Đây mọi người nhìn kỹ mặt anh này nha anh em đó, thấy chưa, ăn mặc ảnh tợn gì đó, chai nước có 3 đô chai đắt cho mọi người đó, vô là phá cửa hàng làm ăn kinh doanh của người ta nha mọi người. Mọi người để ý giúp mình nha, anh chị em nào đang bán hàng trên top top thì anh chị em lưu ý cái này giúp mình nha, anh này anh tinh tợn nha mọi người đó. Nhà anh đường nào, đường gì không có tên đường luôn. Nhà anh là cái căn chung cư 739 nha mọi người. Mọi người lưu ý giúp em nha. Mọi người lưu ý giúp em anh Tỏn nha. Cảm ơn mọi người. À, dám vô cửa hàng tôi. Ủa cái gì đây? Để check out outfit là sao? Thôi nó dám vô cửa hàng tôi, nó chơi đắt mọi người. Cửa hàng tôi là bán đúng giá nhất rồi đó. Nó bán tôi dám kêu cho tôi đắt. Nhập em về bán đi anh. Ồ em ơi, ở đây anh là anh chỉ bán anh là ở đây là anh bán hàng thức ăn thức uống chứ anh không có bán người nha em. Dạ bán cái đó phạm pháp đó, đi tù thấy bà luôn đó nha. Anh tặng chị dịch cho khách mua nhiều đi anh, thôi không được em ơi, hàng đó hàng vô giá không có tặng được nha em. Mặt hàng đó không có ở trong đây nha. Nó mua cà phê chưa chỉnh giá. Ủa gì hả, cà phê chỉnh giá rồi mày, cà phê chỉnh giá rồi. Mở anh miếng gũi như miếng thịt bòi, vô cửa hàng anh quý, vô cửa hàng anh ủng hộ cái đi. Trời, tao bỏ supermarket 2 ngày rồi mà kêu vô mua ủng hộ không mua, không có nào mua hết. Anh có máy giặt không? Máy giặt qua điện máy xanh nha em. Dạ anh bán supermarket nha em, anh bán supermarket chứ không phải là đồ điện lạnh nha. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Hết sữa rồi em ơi, hình như hết sữa rồi phải không? Ồ hình như hết sữa rồi. Ok bây giờ chúng ta cần phải mua thêm sữa nè. Này. Rồi mua nè, bu chồ, ok rồi. À, quý khách ơi, vui vẻ nha, nhân viên mới của quán em á quý khách ơi. Nhân viên mới của quán em á quý khách cứ yên tâm nha. À, anh nhân viên này là làm ăn đàng hoàng lắm, anh không có gọi là lấy tiền hay là gì đâu nha quý khách ơi. Rồi ok bây giờ mình sẽ bỏ hàng lên kệ. Má tự nhiên thiếu sữa ta. Sữa, ở đây nè, sữa nè. Rồi đây sữa, để sữa vô. Ai quý khách nào cần sữa thì vô mua sữa nha quý khách ơi. Sữa mới lên kệ nha, sữa tươi nha, bò sữa Long Thành mọi người ơi. Hàng mới về. Rồi để đây, má chắc bữa nào chắc là tôi cần phải kiếm tiền để tôi lên tôi nâng nhà kho quá má. Thằng nhân viên thì thiệt chứ tao trừ lương mày liền luôn nè. Tao trừ lương mày luôn, hôm nay là ngày đầu tiên mày đi làm tao trừ lương mày luôn. Trời đất ơi, cửa hàng tối âm gì đó, khách người ta không có thấy đường để người ta đi kiếm đồ mà vẫn không bật đèn lên cho người ta được. Xứng đáng trừ lương chưa? Xứng đáng trừ lương cho mọi người, tôi hỏi mọi người chứ xứng đáng trừ lương không? Đáng quá rồi đúng không? Trừ lương. Trừ 50% số lương nha. Ừ. Đó, cái này người ta gọi là mình làm lỗi thì mình chịu nha, chứ không phải bóc lột sức lao động của nhân viên nha mọi người. Rồi ok đây. Rồi quá trời hàng rồi, giờ hàng dư quá trời rồi. Rồi ok. Nào quý khách ơi, vô mua đi quá rồi, chuẩn bị 9 giờ rồi. Cửa hàng em chảnh lắm á. Cửa hàng em là ở đây là chỉ có một mình cửa hàng em bán đâu, quý khách nào mà đi mua sau 9 giờ là cửa hàng em không tiếp nha. Cửa hàng em là chỉ có tiếp khách tới 9 giờ tối thôi đó. Dạ rồi. Mày nhanh cái tay lên, khách người ta chờ kìa. Má này xứng đáng trừ thêm 50% lương nữa. Một tháng tôi trả cho nó 100 đô. Đó, một tháng trả 100 đô cái tội không bật đèn ban đêm cho khách còn 50 đô, trừ thêm 50% cái tội là chậm tay, không tính tiền nhanh cho khách nữa là còn 25 đô. Ok chưa? Tháng này là mày sạch lương nha. Tháng này là anh gọi là toàn chí tẻn này, là anh chỉ còn lại có 25 đô tiền lương thôi nha mọi người. Tháng này là anh toàn chí tẻn là còn 25% lương nha. Lắc đến cho khách xem đi anh, bảo đảm khách chạy hết. Em ơi ở đây nha, ở cửa hàng của anh bán hàng, không bán hàng tiêu dùng chứ không bán hàng khác nha em nha. Cửa hàng anh bán hàng tiêu dùng không bán hàng khác nha nha. Anh bán ngũ cốc 100 đô đi, có người mua á, có người mua xong nó gọi quản lý thị trường xuống nó dẹp tiệm tao luôn. Ờ ơi, cái hộp ngũ cốc có chút xíu mày đòi bán 100 đô. Nó hay giang hồ xuống nó quýnh liền. Sếp kỳ quá. Kỳ đâu, mình không hề ăn bớt nha, mọi người đừng nói mình kỳ. Do nhân viên mình dặn rõ ràng rồi, buổi tối là cái gì? Buổi tối là khách hàng, là mình phải quan tâm đến khách hàng. Khách hàng là thượng đế, khách hàng là ông nội, khách hàng là cha là mẹ, khách hàng nói cho quần què gì cũng phải nghe. Hiểu không? Mà đặc biệt nha là mình phải để tâm đến cảm nhận của khách hàng và trải nghiệm của quý khách khi mà đi vào trong cửa hàng của mình. Thì làm như vậy người ta mới có lần sau ta tới ta mua hàng của mình được đúng không? Ví dụ giờ khách ta vô cửa hàng của mình á, bây giờ thấy toàn mấy ông đeo kính không? Đúng không? Mà mấy người đeo kính á, tối thui tối hù làm sao người ta thấy hàng ở đâu mà người ta lấy? Đúng không? Phải bật cái đèn lên dặn biết bao nhiêu lần rồi. Vừa vô làm ngày đầu tiên là đã dặn rồi. Buổi tối là bật cái đèn lên cho khách người ta thấy được. Đúng không? Nó quên bật đèn trừ 50% lương đúng chưa? Quá đúng đúng không?
Rồi bây giờ làm cái nghề này thì mình phải cần cái gì ạ? Mình cần cái độ nhanh nhạy. Mình cần cái độ gọi là tinh ý. Khách người ta đứng chờ dài, người ta đổ mồ hôi nách sôi nước mắt, đổ mồ hôi hén, người ta nóng nực, người ta bực bội. Mình cũng từng là khách, mình cũng từng như vậy, mình cũng khó chịu, đúng không? Đó là mình cần phải tính tiền nhanh cho khách. Mày thằng chủ tính tiền nhanh biết bao nhiêu, mày thằng nhân viên tính tiền lâu hoài cứ, đúng không? Mày á, lạng quạng tao sa thải mày liền, cái dĩnh mặt mày không uy tín là tao ghim mày từ ngày đầu tiên ở đây á, chân á. Rồi. Má, ngày đầu tiên thuê nhân viên lỗ mẹ nó $3. Ngày đầu tiên thuê nhân viên lỗ $3. Ta ngày đầu tiên thuê nhân viên lỗ $3 là sao ta? Má không ổn rồi mọi người, không ổn rồi. Không ổn rồi. Từ từ. Tôi nghĩ là tôi cần mua thêm một cái máy tính tiền. Má, cái máy tính tiền $500 có nên mua không ta? Cái máy tính tiền $500 có nên mua không ta? Cái này là check-out counter micro. Check-out counter. Bây giờ mình có hàng nào mình hết không nhỉ? Hàng mình hết, ta hàng hết chắc hơi nhiều quá. Thôi chắc nhập hàng đi mọi người. Nhập hàng đi, máy tính tiền tôi nghĩ tôi sẽ mua sao? Tôi sẽ mua thêm một cái máy tính tiền nữa để tôi bỏ vô trong cái cửa hàng của mình. Để làm gì à? Để mình ngồi mình tính tiền phụ nhân viên. Trời ơi, bây giờ mình thuê nhân viên rồi, bây giờ mình còn phải ngồi mình tính tiền phụ nó. Rồi thuê nhân viên chi vậy trời? Trời ơi, thuê nhân viên để mình hả rảnh ghen tay của mình xíu. Thuê nhân viên về phải ngồi tính tiền phụ nó nữa. Rồi bây giờ là hôm nay là chúng ta sẽ có hai món hàng tăng giá nè. Đầu tiên là bia nè. Thứ hai là olive oil. Ok, olive oil với bia nha, nhớ nha mọi người. Hay không, bây giờ mình chỉnh giá luôn đi. Đây, bây giờ cái bia này là tăng giá lên nhiêu đô ạ? $2.26. Rồi, vẫn vậy thôi. Olive oil $7. $8 liền. $8 liền em ha. Rồi, cái hộp này mình cho ở đây đi. Cái hộp spaghetti này tôi thấy là cũng nhiều người cũng mua ha. Hàng cũng đắt mọi người. Bánh mì hả? Bánh mì thì đang còn khá là nhiều. Bây giờ mình nhiều kệ mà anh em. Má, giờ tôi nhiều kệ em, tôi sợ quần què gì đâu. Giờ mình cứ bỏ hết đồ lên cho mình bán thôi. Cái này là bao sti là cái này đúng không? Không phải à? Bao sti mình để đây. Là cơm. Rồi tiếp theo cái này là cái gì? Cái này hình như là ok, ủa cái này có tăng giá không? Mình như không mọi người. Hồi nãy Khang mới nhắn tin, Khang nói tôi là bây giờ muốn biết cái hàng nào mà ngày hôm đó tăng giá là mình chỉ cần coi cho máy tính thôi. Ok chưa? Đó, thứ ba là mình coi cho máy tính hàng nào tăng giá thì mình ra mình book cái hàng đó lên hay là được mọi người ha. Rồi bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ lấy hết mấy cái ở bên đây lại đó. Mình sẽ bỏ hết vào bên đây. Đó, ok chưa? Hàng nào cùng một loại thì bỏ qua cùng một đấy ha. Rồi bỏ tiếp sữa vô nè. Rồi tôi bắt đầu tôi thấy là tôi kinh doanh ok đó mọi người. Tôi thấy là tôi kinh doanh cũng đỉnh đỉnh đó anh em. Đấy, chuẩn bị làm doanh nhân, chuẩn bị mua thêm mấy cái nhà mặt tiền rồi đó. Anh em ơi, anh em đồng ý không ạ? Bây giờ cửa hàng mình bây giờ là giàu quá chứ mà. Cửa hàng bây giờ của mình là nổi tiếng rồi đó. Cửa hàng mình giờ là cũng là nổi tiếng nhất vùng rồi đó. Giờ là anh em vote đi, giờ là tôi có nên mua thêm gọi là cái cửa hàng ở quận 1 không anh em? Giờ anh em nghĩ là tôi có nên mua thêm cửa hàng ở quận 1 mở ra cái gì à? Cửa hàng này tôi bán gọi là mang mắt nè. Cửa hàng ở quận 1 tôi bán như local game. Được cái chứ, cũng được cái chứ nhờ. Trời ơi, mở hàng quận 1 bán local game cũng được hết đó. Rồi ok, tiếp cái gì đây? Ơi nhưng mà thấy cái mặt hàng trà đen nó hơi bị ế nha mọi người. Má, mặt hàng trà đen hơi bị ế nha. Mặt hàng trà đen giờ nó còn nguyên tủ hay nè. Để hôm nay tôi theo dõi coi trà đen nó còn bán được không, để qua ngày hôm sau tôi bỏ trà đen ra khỏi danh sách thu mua của tôi ha. Để bán hết cái lô hàng mà tôi đang ôm cái chứ không hôm nay mà chưa bán hết cái lô này mà thu mua tiếp lỡ đâu nó ế xong nó hư. Cái này là game đó mọi người, cái này là game nên là mình chưa tính tới gọi là cái việc gọi là bị hư đồ ăn hay cái gì đó. Có bên ngoài đời mà anh em muốn kinh doanh mà các thứ nha là anh em phải tính toán nha. Anh em phải tính coi là khi mà anh em ôm hàng ôm đồ ăn thì nó bị hư đồ ăn không chứ hả. Tụi bay ôm như một đống vô xong về hả chờ không ai mua cái xong mà bị hư cái là khỏi bán luôn. Là lúc đó là chỉ có là ok tạm biệt nhé, búp bê đi nhé, mình ở lại đó nha. À, mọi người lưu ý giúp mình nha. Đó. Khóa học của bé Go chưa bao giờ là thừa nha anh em. Rồi ok. Đủ luôn. Quá đẹp. Rồi ok, tới cái này là cái gì nhờ? Đây là cái này đúng không? Ừ, hợp lý. Ê, lần đầu tiên mọi người ơi, lần đầu tiên tôi feel gần full được mấy cái kệ hàng này, được phết đó.
được phết nhỉ? Ai được phết tôi gần phiêu hết. Ôi lần đầu tiên tôi mua đồ tôi phiêu gần full hết rồi nè mọi người. Ôi vãi. Cái này là gạo, ở đây là cơm. Xin một slot làm bên cửa hàng Local Gen Q1 của A già, dấu lớn. Ok luôn nha. Cửa hàng Local Gen quận 1 của bé Go là chuẩn bị là khi nào mà bé Go mà làm cái cửa hàng này ok, ổn á, bé Go mở là bé Go sẽ bắt đầu làm mà triển khai ha. Thì bây giờ là bé Go bắt đầu gọi là tuyển nhân viên từ bây giờ nha. Bạn nào mà gọi là muốn đăng ký một chân đó là làm ở bên cái Local Gen của bé Go ở bên quận 1 á, thì các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại là 0900 yêu fan không hết nha mọi người. Vui lòng liên hệ số điện thoại đó với bé Go nha. Rồi bây giờ là bé Go là hôm nay là bé Go sẽ chăm chỉ. Bé Go chăm chỉ để bé Go có thể là làm được thật là nhiều tiền. Để bé Go mở cái cửa hàng Local Gen bên quận 1 sớm xíu cho mấy bạn qua mấy bạn mua ha. Đảm bảo là đồ Local Gen của bé Go là đỉnh cao siêu cấp VIP logo làm khó tâm cho mọi người luôn ha. Đó, rồi ok chưa? Rồi quá trời đủ rồi mọi người, quá trời đủ rồi. Ok, bây giờ là không thảo phiếu hàng nha. Rồi khách ơi, số gì đây, số gì đây, ra máy ra con máy của khách ơi. Cho tính tiền, cho tính tiền. Nào, nào, hôm nay làm đàng hoàng nha, làm không đàng hoàng là bất ký đâu mà liền nha. Làm hôm nay làm đàng hoàng đi á. Ôi, quy mô cửa hàng của chúng ta đang từ từ nó nâng lên nữa mọi người. Đang từ từ nâng lên nữa. Hay quá, em gần Q1 xin một slot à. Ok bé Sunny nha, ok bé Sunny nha. Quận 1 một slot bé Sunny, quận 1 một bé Thi nha. Cửa hàng Local Gen của mình quận 1 có 2 nhân viên nha mọi người. 2 nhân viên này nha. Rồi lưu ý nha, mấy bé nhân viên mà đăng ký vô làm gọi là cửa hàng của bạn bé Go á thì lưu ý nè. Mấy bạn nhân viên nam á thì đề nghị là phải là tắt đèn buổi tối. À, tắt đèn buổi tối là phải bật đèn để cho khách thấy đường ha. Nếu như mà thòi tiền lỗi cho khách á thì là sẽ bị trừ lương ha. Sáng sớm đi vào làm ca sáng mà sáng sớm đi vào trong cửa hàng thì lưu ý là dọn dẹp cửa hàng quý khách ha, các bạn nhân viên ha. Còn các bạn nhân viên nữ thì lưu ý giúp bé Go nè, các bạn nhân viên nữ nha, làm trong cửa hàng của bé Go lưu ý là đứng tính tiền cho khách thôi nha. Các bạn nhân viên nữ đứng tính tiền cho khách thôi. Cố gắng làm sao để cho khách người ta hài lòng về quán mình là được. Còn tối bé Go bật đèn cho các bạn luôn ha. Là rồi thòi tiền mà ví dụ mà có thiếu cho khách đó, mà ví dụ như mà trong quầy mà thiếu tiền đó thì các bạn nhân viên nữ cứ liên hệ bé Go phiêu vào tiền cho các bạn đúng không? Còn mấy bạn nam thì tự phiêu cho mọi người nha. Mấy bạn nhân viên lưu ý giúp mình nha. Mấy bạn nhân viên lưu ý giúp mình nha. Dạ, bạn nào mà đặt chân ở bên gọi là shop Local Gen của mình thì lưu ý nha. Có bán cước không anh? Mời em vô đây em mua đồ ăn, về nhà là tự động tự sản xuất luôn em. Dạ, em vô đây em mua đồ ăn cái là về em tự sản xuất. Anh hứa với em luôn, vô em mua đồ ăn về là tự sản xuất luôn nha. Trời ơi, đâu ra mà tự nhiên mày vô supermarket mày hỏi anh ơi có bán cước không. Rồi ok nha, bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu là mua thêm một quầy tính tiền ha. Không, tôi nghĩ là mình không mua quầy tính tiền mọi người. Bây giờ mình nghĩ là mình nên phải mở rộng cửa hàng của mình ra. Đó, bây giờ cửa hàng của mình bây giờ muốn mở rộng ra nữa là mình cần 550 đô. Không phải 550 đô. Đây 750 đô, session 3. Ok, target cho bạn nhân viên này. Target cho anh Toàn. Ủa, anh này nó tên gì ta? Anh này cái tên nó... Thôi bây giờ tao đặt tao gọi không ấy anh bây giờ anh gọi em là Toàn Ten đi ha, cho dễ đi chứ em tên nhưng mà Toàn gì tẻn khó đọc quá. Toàn Ten cho dễ ha. Ok bạn nhân viên Toàn Ten nha, hôm nay là KPI của em là phải là 750 đô ha. Rồi nhưng mà 750 đô chúng ta không đủ tiền nhập hàng, thôi lên 1000 đô đi ha. Hôm nay mà không đủ 1000 đô là lương của bạn Toàn Ten từ 25 đô xuống còn 15 đô nha bạn Toàn Ten nha. Ok bạn Toàn Ten lưu ý là KPI ngày hôm nay của em là 1000 đô nha bạn Toàn Ten nha. Được 468 đô rồi. 1 giờ chiều cố gắng lên em ơi, bây giờ mày có thời gian là tới 9 giờ nha. 9 giờ mà chưa đủ 1000 đô là trừ lương ha. Ê nhân viên có trả lương không em? Lương đầy đủ nha em ơi, lương đầy đủ nha. Nhân viên nam làm full ngày ở cửa hàng Local Gen ở quận 1 của mình là nhân viên nam mà làm full ngày đó. Làm full ngày là lương là 10.000 một giờ ha. Nhân viên nam là làm full ngày 10.000 một giờ, còn nhân viên nữ làm nửa ngày ha, giá 30.000 một giờ nha. Đó, bạn nào mà muốn đăng ký là cửa hàng mà khi mà mình khởi nghiệp thành công mình mở một cửa hàng ở quận 1 thì các bạn có thể đăng ký với mình ha.
Đó, còn hiện tại mình chưa có tiền mình mở cửa hàng quận 1 nên là bây giờ mình phải làm bán xúc tô mắc kẹt ở quận 8 mọi người ha. Anh ơi, cái game này tên gì hả? Cái game này tên là Supermarket Simulator em. Đó, giả lập siêu thị ha, Supermarket Simulator giả lập siêu thị. Rồi, nhanh lên. Trời ơi, muốn đạt KPI bán nhanh lên. Nửa ngày rồi được có 600 đô, còn 400 đô rồi đó. Bây giờ là tao đứng đây tao theo dõi nè. Giờ đứng đây theo dõi nè. Bây giờ là phải đủ tiền chứ trời, đi làm công ăn lương mà khách mà quản lý nói không nghe. Sếp nói không nghe, sếp nói là cãi chết chết. Hả? Ok chưa? Phân biệt đối xử của anh, trời ơi. Ví dụ mà giờ anh là con gái thì anh sẽ gọi là ưu đãi cho mấy bạn nam làm nhân viên rồi. Nhưng mà tiếc quá, ai biểu tao làm trai làm chi. BD thì sao hả anh? BD gấp đôi lương của mấy bạn nữ luôn nha. BD gấp đôi lương mấy bạn nữ luôn nha. Chỗ anh có bán Sigo mà anh, chỗ anh hả? Chỗ anh có bán Sigo ho nha em. Chỗ Sigo ho nha, mà Sigo ho của anh đặc biệt. Cái nào bạn nào mà không ho uống vô là sẽ ho. Còn bạn nào mà ho mà uống Sigo ho của anh vô là ho thêm. Tại vì sao mà biết là Sigo ho, uống vô là sẽ ho ha. Lưu ý nha, bạn nào có cái nhu cầu mà trải nghiệm những cái cơn ho sặc sụa, những cái cơn ho mà thấm đẫm tình người đó, thì các bạn có thể mua Sigo ho ở quán mình ha. Đây, Sigo ho đó, 8.000 một chai cho mọi người. 8.000 một chai Sigo ho, à không, lộn, 8 đô một chai Sigo ho ha. Rồi, nãy giờ là tôi thấy là có 1.500 bạn học viên đã tham gia vào lớp học của chúng ta rồi, nhưng mà chỉ có 853 người đóng học phí thôi nha. Còn lại 700 người còn lại đâu? 647 người còn lại đâu? 647 người còn lại đâu? Tại sao không đóng học phí? Bấm like đi Mini ơi, Mini nào ghé qua kênh livestream của tôi, mọi người bấm like giúp tôi một cái nha. Cái nút like bên đây là mọi người bấm like một cái thôi là tôi có thể livestream vào ngày hôm sau cho mọi người. Tôi mở lớp học là giúp cho mọi người bán được 1 tỷ comment trong vòng 1 ngày luôn nha mọi người ơi. Nên là mọi người ghé qua livestream của tôi, mọi người bấm like một cái để tôi có động lực livestream tiếp nha mọi người ơi. Còn những anh em nào đang coi trên TikTok thì anh em nhớ bấm like, nhớ bấm follow cũng như là bỏ một cái tim cho bé Go để bé Go có thể livestream nhiều hơn cho mọi người coi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tim nhiều vô đi mọi người, tim vô. Bấm nút tim vô, cái nút like nó cũng ở dưới đây nè, bấm cái nút like vô. Bấm vô một cái thôi, nút like rất là miễn phí rồi nha. Nhận các bạn như nói là cái con đường rất lớn này, đâu có hay like nhiều hơn cho mọi người coi đó. Bấm vô đi mọi người. Bấm like share cho chế đi mấy cưng. Trời ơi. Cái gì? Em nào đó học phí rồi. Em xin 2013. Ok em nha. Em là giờ em lên là học viên VIP nha em. Em xin 2013 nha. Em xin 2013 lên học viên VIP của cái lớp của chúng ta ngày hôm nay nha. Đâu bé nào đó học phí nữa. Giảm giá đi anh hả? Không sao em ạ. À, bây giờ là anh thấy là cái giá này hợp lý lắm rồi. Bây giờ là khách vô nó mua nùm nượp rồi đó chứ. Ai bây giờ cứ ra KPI là làm nghiêm túc. Thấy không? Cứ ra KPI là làm nghiêm túc. Không ra KPI nó không chịu làm. Cứ là ngày nào ngày tôi cũng phải ra KPI cho mới được. Thằng nhân viên hàng toàn tan là ngày nào tôi cũng phải ra KPI cho nó được. Chứ hả mà để nó làm free time, để nó làm thích gì làm đó, nó không làm được gì anh em ạ. À. Nó không làm được gì. Cứ ra KPI 1.000 đô một cái là đó thấy chưa? Lên 1.009 đô đi. Trời ơi, ra KPI một cái là làm việc năng suất liền ha. Rồi ok, bây giờ là đã được là 1.042 người đóng học phí rồi nè. Còn hơn 500 bạn chưa đóng học phí. Đóng học phí đi mọi người. Em đóng học phí rồi ok. Bạn TK Phát Gaming này lên chức là học sinh VIP luôn em nha. Em xin đóng học phí à. Rồi ok, Sunny 05 đóng học phí VIP luôn. Em lên VIP 2 nha Sunny nha. Sunny là đang là cùng mức với bạn Thi nha, đang là học sinh VIP 2 của lớp thầy Go nha. Rồi lớp học trở thành là doanh nhân số 1 thế giới ha. Lớp đào tạo trở thành Bill Gates trên thế giới. Ok chưa? Đó. Mọi người cứ học lớp doanh nhân của tôi đi đó, tôi sẽ dạy mọi người là cách kinh doanh buôn bán làm thế nào để xuống đáy của xã hội ha. Để làm cách nào để mọi người có thể trở thành một người giàu nhất thế giới từ dưới đất lên. Ha, mọi người cứ vào đây, tôi sẽ dạy mọi người ha. Dòng tiền trả như thế nào là tôi đéo biết. Ok chưa? Cho mà tôi biết là tôi khi mà tôi dạy mọi người bán là mọi người sẽ đi xuống đáy xã hội mọi người ngồi. Rồi ok. Ôi cửa hàng hôm nay mình phiêu quá trời luôn nhưng mà. Á hàng này á. Bán hả? Ok hôm nay nha. Em toàn ten từ từ. Bây giờ bạn toàn ten, bạn thanh toán cho khách hết đi rồi chúng ta sẽ họp. Họp lại nha, họp nhân viên nha. Cứ cuối ngày là mình sẽ phải họp nhân viên một lần để làm cái gì, để mình đưa ra những cái nhân viên làm đúng, đưa ra những cái nhân viên làm sai để mình có những cái mức thưởng và mức phạt phù hợp đối với nhân viên mọi người ha. Ha, em đóng học phí rồi. Ok bạn Thịnh level nha. Cảm ơn em. Ok em lên làm gọi là học viên VIP rồi nha. Ok nha, bạn nào đó học phí rồi lên học viên VIP. Cảm ơn bạn Lý Thiên. Cảm ơn bạn Kem Hè Mấy Ní. Rồi. Cảm ơn bạn Bích Chăm He He. Ok, cảm ơn bạn Kiều Ân. Cảm ơn bạn Thanh Thảo 248. Cảm ơn các bạn đã đóng học phí cho bé Go ha. Bạn nào đóng học phí rồi bé Go thả tim cho các bạn một cái và cho các bạn lên một vé gọi là học viên VIP nha. Cảm ơn bạn Đen Yuko luôn nha. Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ đến với cái chuyên mục cuối ngày là cái chuyên mục họp nhân viên, đúng không?
Rồi, trong cái buổi họp này nè, bây giờ là chúng ta cần phải có một cái cuộc nói chuyện rõ ràng với bạn Toàn Ten nha. Đây, bạn Toàn Ten tính tiền cho khách đi. Bạn Toàn Ten làm rất là chậm nha, mặc dù là đặt KPI cho bạn Toàn Ten rồi, nhưng mà bạn Toàn Ten đang vẫn làm rất là chậm cho bạn Toàn Ten. Đề nghị bạn Toàn Ten nhanh cái tay lên xíu nữa. Rồi, ok. Rồi, quẹt thẻ cho khách. Rồi, ok, rồi, hôm nay nè. Hôm nay là mình đi học làm giàu của A già cho mau có xiền chứ ngồi cốt trầm cảm quế. Vì... Trời ơi, Thi ơi, em phải biết là ví dụ như bây giờ em đi học làm giàu với ông Anh đúng không? Thì em chỉ ngồi em phải ngồi em tính toán từng đồng từng cách. Còn em ngồi em có là em có cái gì? Em có cách làm thế nào để từ một cái chai dầu 5.000 người ta quẹt vô một cái thành chai dầu 10.000 em ăn 5.000. Ồ, nó có dễ ăn quá ba. Có dễ kiếm tiền. Rồi ok. Cảm ơn bạn Tê, cảm ơn bạn Tê đưa đất cho mình nha. Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ đến với cuộc họp nhân viên cuối ngày nha. Ok, lời đầu tiên á thì mình xin phép mình là chủ doanh nghiệp là supermarket Si Van Gogh. Thì mình có lời khen thưởng đến bạn Toàn Ten. Bởi vì ngày hôm nay là bạn Toàn Ten trong vòng 2 ngày đầu đi làm thôi là bạn Toàn Ten đã có thể đạt cái mức KPI là 1.315 đô trong vòng là từ sáng cho tới tối ha. Thì đó là cái việc mà mình khá là gọi là đề cao bạn Toàn Ten ha. Mình khá là ok bạn Toàn Ten, là khen thưởng bạn Toàn Ten đó. Bạn Toàn Ten rất là tuyệt vời trong cái lĩnh vực đó. Tuy nhiên á thì cái gì tốt thì mình khen, còn cái gì mà làm lỗi thì mình phải chê ha. Thì riêng cái khoản mà KPI ấy, thì bạn Toàn Ten đã đạt được rồi. Thì nói chung là đạt KPI thì tất nhiên là nhân viên nào thì cũng phải làm thôi, thì mới có lương, thì bạn Toàn Ten sẽ đéo được thưởng. Em cũng đang chạy KPI code đây, hello Thi. Hai đứa ngồi chơi nhau được, cảm ơn Sunny nha, cảm ơn Sunny nha. Rồi ok, thì KPI thì ai cũng phải chạy thôi. Thì bạn Toàn Ten chạy đủ KPI rồi nên bạn Toàn Ten nếu được thưởng ha. Tuy nhiên á, thì bạn Toàn Ten lưu ý nữa ha. Thì hàng chúng ta nhập một ngày á, chúng ta nhập rất là tốn tiền bạn Toàn Ten ha. Một ngày chúng ta nhập rất là tốn tiền. Thì ngày mai thì chúng ta phải tính đến cái chuyện mà hàng của chúng ta nhập về nó bị hết đát rồi đó. Thì bạn Toàn Ten nhìn đi miếng hộp sữa trong tủ lạnh của chúng ta đó, cái date hết hàng của nó đó là chỉ có tầm khoảng là 5 ngày thôi. Bạn Toàn Ten bán gì thấy mẹ bán nhẹ sếp rồi nha. Qua ngày hôm sau chỉ cần qua một ngày thôi là nó tới tuổi thọ nó một ngày ha. Nó mà hết đánh là khỏi bán luôn, là đi vứt tới bạn Toàn Ten ha, là lỗ biết bao nhiêu tiền của sếp ở trong đó ha. Mà chưa kể nha, ví dụ như mấy cái hộp ngũ cốc này nè, các bạn Toàn Ten không có miếng hộp ngũ cốc này nè. Bây giờ khách người ta mở ra người ta hửi một cái là mất hết một phần giá trị của cái hộp ngũ cốc rồi. Nó ra bạn Toàn Ten lưu ý, bạn Toàn Ten là mốt mà thấy khách mở cái hộp ngũ cốc ra lưu ý nha, xuống bắt đầu nó con gái kêu nó mua ha. Họ không có để mở cái hộp ngũ cốc ra hửi một cái xong rồi để lại giá được không? Bạn Toàn Ten hiểu không? Sao cái mặt bạn Toàn Ten đơ như vậy? Bạn Toàn Ten hiểu không? Ok nha, rồi tiếp theo nè, để mình phân tích cho bạn Toàn Ten nha. Đây Sigo Ho. Đây là cái mặt hàng đặc biệt ở trong cửa hàng của chúng ta mà bạn Toàn Ten nhìn đi, bạn Toàn Ten bán như thế nào ạ? Còn nguyên 2 còn nguyên trên kệ 2 kệ luôn. Bạn Toàn Ten thấy không? Bạn Toàn Ten cảm thấy là bạn Toàn Ten đang có lỗi với doanh nghiệp của mình không ạ? Và bạn Toàn Ten đang cảm thấy có lỗi với doanh nghiệp của mình không? Đó. Cái cửa hàng cái mặt hàng đặc biệt ăn khách nhất ở trong cửa hàng của chúng ta mà bạn Toàn Ten bán còn dư 2 kệ giờ thấy mẹ sếp của chúng ta rồi. Thấy không? Đó là mặc dù là bạn Toàn Ten đã đạt KPI thì bạn Toàn Ten đã được thưởng, nhưng mà bạn Toàn Ten bán chưa hết hàng thì bạn Toàn Ten bị phạt nha. Thì mức lương của bạn Toàn Ten còn 15 đô với mọi người, giờ bạn Toàn Ten còn 10 đô nha. Hello nhé. Cho em xin cái địa chỉ siêu thị của Aversus. Em qua mua nữa mặt cười. Ôi cảm ơn Tiến Nhung nha. Trời, địa chỉ của anh hả? Địa chỉ của anh này nè. Địa chỉ của anh đây nè. Mọi người nào mà muốn mua siêu thị của tôi, mọi người cứ vô đây nha. Ok ha, cứ vô đây nha. Livestream mỗi tối luôn. Ok, vô 8:30 ha. Rồi ok, bạn Toàn Ten thì không có được thưởng bởi vì đạt KPI, nhưng mà được cái là bạn bị phạt 5 đô nữa nha mọi người. Rồi ok, lương tháng này của bạn Toàn Ten còn 10 đô nha. Rồi cảm ơn bạn Toàn Ten nhiều. Cảm ơn bạn Toàn Ten nhiều ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua ngày tiếp theo. Rồi để coi nè. Ôi, nó phải như vậy chứ mọi người. Nó phải như vậy chứ, đánh rồi baby, đánh rồi. 600 đô tiền lời. Ôi. Ý có duyên versus nhau giỏ, hé lu Sunny. Ôi trời ơi, kinh doanh đỉnh như thế này là chúng ta nên tự thưởng cho mình một lon coca. Nào, quý vị khán giả, cheers. Má lời 600 đô cho một ngày. Chúng ta đang chuẩn bị trở thành một cái thương hiệu triệu đô rồi mọi người. Chúng ta đang chuẩn bị trở thành một thương hiệu triệu đô rồi.
Được rồi, ngày hôm nay ôi dồi ôi, chúng ta phải trả lương cho nhân viên 80 đô hả má, phải trừ lương đó chứ. Trả bill trước nè, bây giờ đầu ngày để hay trả bill ha. Rồi, tiếp theo bây giờ thì chúng ta cần phải mở rộng cửa hàng của chúng ta ra. Cửa hàng của chúng ta bây giờ là đang là 750 đô phải không? Giờ mình mở rộng ra trước nữa ha. A Sổ có cần nhân viên không? Cho em qua làm kiếm xiên xài với mặt cười. Có Thiên Nhung ơi, có Thiên Nhung ơi. Cửa hàng này của anh là đang ngon ha. Anh đang chuẩn bị là anh mà đủ tiền nha. Anh mà làm ăn kinh doanh lên nha, anh đủ tiền anh mở thêm cái quán nét quận 1 nữa. Nha, anh mở thêm quán nét quận 1 nữa. Hả? Thiên Nhung mà rảnh Thiên Nhung qua đó anh đang tỉ nhân viên mà nói nha Thiên Nhung nha. Rồi ok, giờ mình sẽ mở rộng cửa hàng ăn miếng nha. Rồi, mất bà 200 đô. Oh shit baby. Oh shit, that's right baby. Woohoo. Đó phải như vậy, trời ơi. Ai từ từ, để tiết kiệm không gian của cửa hàng thì chúng ta sẽ Rồi ok, bây giờ để tiết kiệm không gian của cửa hàng thì chúng ta sẽ không quan tâm đến cái mặt kính nha mọi người. Đó. Ok chưa các baby? Nào các tình yêu của tôi ơi, trời ơi, nhìn này quá 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 ổn với mấy các tình yêu của tôi ơi. Trời ơi, quá được luôn chứ còn gì nữa mọi người. Trời má, nhưng mà sao nhìn ở đây nó có kẹt cái G vậy ta. Ơi, sắp xếp kiểu nào nhìn nó cũng không ổn hết mọi người. Má, sắp kiểu nào nhìn cũng không ổn đó. Thôi, mình sẽ để nó trong đây đi. Đó, ok chưa. Rồi, sau đó chúng ta sẽ dời hết mấy cái tủ lạnh xuống dưới đây. Đấy. That's right, that's right, that's right. That's right baby, that's right. Rồi, ok. Đó, quá ổn luôn mọi người ha, quá ổn luôn. Rồi. Đủ nhét vô không ta? Trời má, không đủ. Dạ, cái này mình phải bỏ vô trong trước mọi người. Mình sẽ bỏ nó vô trong đây trước. Rồi. Ok. Bỏ nó vô đây. Ok rồi các bạn ơi, cùng Sigo ăn mừng doanh nghiệp của chúng ta đã mở rộng được 4 mét vuông của cửa tiệm nha mọi người. Ok, Sigo đã mở rộng được 4 mét vuông của cửa tiệm nha anh em. Trời má, nãy giờ bán hàng thôi mà được 1 tiếng rồi đó anh em ạ. Bây giờ bán hàng thôi mà được 1 tiếng rồi đó. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta còn 400 đô phải không? 400 đô mình lại tiếp tục mình nhập hàng ha. Hồi nãy là cái mặt hàng mà chúng ta đang bị ban bị dư á, là cái mặt hàng dầu ô liu. Thứ nhất là mặt hàng dầu ô liu nè. Thứ hai là cái ngũ cốc này mình còn còn cũng hơi ít. Bánh mì. Trà đen là không nhập nè ha. Dầu ô liu, trà đen với lại nước ngọt. Sữa, trứng, nước khoáng. Ok, bỏ ra mấy cái đó nha. Bây giờ mình sẽ mua cái này. Dầu ô liu, trà đen, sữa, trứng, nước khoáng. Rồi ok. Dầu ô liu, nước khoáng nè. Trà đen nè, sữa nè, trứng nè, ok, rồi đó. Nói chung là bây giờ là những cái món nào mà mình đang thiếu thì mình sẽ mua mọi người ha. Còn những cái món nào mà mình còn bị tồn ở trên quán quá thì mình sẽ trừ lương nhân viên, ok chưa? Đó, chúng ta sẽ làm việc một cách quy củ lại ha. Chứ không có để nhân viên này kiểu nó thích làm gì nó làm được nữa mọi người ha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đặt tiếp đồ lên kệ. Hồi nãy thì tôi thấy là có mấy cái món mà nó đang bị xuống giá hay sao á. Để xíu nữa tôi ngồi tôi đánh giá lại. Hô, đâu ai? Ai đang muốn đặt một chân làm nhân viên ở quán nét ở quận 1 của tôi nữa? Nào, comment đi, ai đang muốn đặt nhân viên làm quán nét nữa? Lô anh già, nãy em tôi lại like coi thấy anh đọc sai họ của e nha mặt mếu. Ủa, tính ra lúc e gửi hàng là tiền trả hết luôn rồi á anh? Không hiểu sao vẫn còn tiền ship. Tiền ship là chắc là của Hakari á, còn hậu của em. Ủa sao anh thấy trên cái hộp nó ghi là Lữ Gia Hưng mà, cái hộp ghi là Lữ Gia Hưng mà đúng không? Cho em một trà đen hả? Được em ơi, trời ơi, anh đang muốn tống khứ trà đen nha em ơi. Cảm ơn Honey đã donate cho anh nha, cảm ơn Honey nhiều. Trời, anh đang muốn tống khứ trà đen nha, khỏi cửa tiệm của anh em ơi. Trời, trà đen bữa tao thấy bữa trà đen nó giảm giá dữ quá, tao mua đất, tao mua tháo, tao mua quá trời mua luôn. Xong rồi bây giờ nó bị tồn hàng má ơi. Anh em nào mà có nhu cầu mà mua trà đen cái thứ thì anh em liên hệ với bé Go nha. Bé Go sẵn sàng là bán trà đen lại cho mọi người nha mọi người. Ok, bây giờ là mình đang có mấy cái mặt hàng đang cũng khá khá là khó chịu ha.
Má một kệ một mình nó luôn mọi người. Một kệ một hộp luôn. Rồi ok, để thêm hàng vô đó. Bây giờ mình cứ để thêm hàng vô thôi, mình check giá thôi. Có những cái hàng mà bây giờ đang bị tăng giá khá là nhiều nên bây giờ chúng ta cần phải đem giá, nâng giá lên xíu. Ok. Tiếp theo, hộp này hộp cuối, hộp gì đây? Spaghetti à. Spaghetti, spaghetti để đây. Để gì đây? Đó. Mình sẽ để, mình sẽ sắp xếp hàng làm sao mà để cho khách người ta dễ kiếm, người ta dễ tìm mọi người ha. Rồi ok, để coi giá nè. Lỡ ư lư anh ơi, mặt cười. Lữ đâu ra mặt mếu. À lư hả? Ủa, vậy là trên cái bao đó nó bị dơ, nó bị dách ngư, thành đống nhã mà. Xin lỗi em nha, ok, lư gia Hân. Ok em nhé, để anh rảnh anh quay cái video anh khui quà ha. Cảm ơn Hân với lại, gì ta. Cảm ơn Hân với lại Hakari đã đã tặng quà cho anh nha. Cảm ơn em hai đứa nhiều. Làm nhân viên quán nét có chơi game không anh? Có nha em ơi, có chơi game nha. Nhiều tính tiền vào lương của em cuối tháng nha em. Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ có hai món giảm giá. Đầu tiên là bột mì. Bột mì, phô mai lúa mì nhỉ? Flour với cà phê. Có hai món là thay đổi giá mọi người ơi. Flour với cà phê. Ok, flour với cà phê. Đây, cái flour đây. Cái flour đang là 4 đô 14 thì mình sẽ 4 đô rưỡi. Rồi, cà phê nhiều. Cà phê hiện tại đang là 8 đô 9. 8 đô 9 thì 9 đô là hợp lý rồi. Ok, open. Ê, khoan từ từ. Lâu. Thôi lỡ rồi, open luôn đi. Rồi. Bây giờ để cái cửa nó cái cửa hàng như này mà để cái bàn tính tiền ở đây nó đang không hợp lý lắm mọi người ạ. Tôi đang thấy để cái cửa cái tính tiền ở đây nó đang không hợp lý lắm. Tại cửa hàng của mình bây giờ nó có thay đổi cơ cấu một xíu rồi ha. Mình phải thay đổi cái bàn tính tiền này đi. Đó, để bên đây. Đó. Đó, má tao đang chuẩn bị. Trời ơi, mốt mà hả? Tôi không làm YouTuber, tôi không làm gọi là streamer nữa. Má mốt tôi đi ha, tôi làm decor hả mọi người. Có decor đỉnh quá anh em ơi. Decor như này là hả, khối người cũng chứng. Người ta vô thôi là người ta nhìn cái decor thôi là người ta thấy là khoái rồi, chảy nước miếng rồi. Decor quá đã mọi người, decor quá được luôn không? Anh bán phao thi không? À ý em là mấy cái phao mà màu cam cam mà mặc vô người đúng không? Có nha em, anh bán mấy cái đây mặc vô phòng thi thì được nha. Giảm giá đi anh, đắt quá. Đắt đầu em, khách vẫn mua là được em ơi. Miễn làm sao khách vẫn mua là ok hết em ạ. Miễn làm sao khách vẫn mua là mình vẫn đáng bán chưa có đắt ha. Hay là để máy tính lên trên đây ta. Đầu tôi nghĩ chắc là để máy tính lên trên cho đẹp hơn quá à. Khách vẫn mua là không có đắt nha mọi người. Khách vẫn mua là không có đắt ha. Ok, mình sẽ để cái bàn tính tiền xích vô trong cái cửa không. Đó, đúng rồi, để đây. Má decor đỉnh quá mọi người, decor 10 trên 10 luôn. Decor như này là 10 trên 10 luôn, má đi làm decor luôn được rồi đó. Đi làm nhân viên decor luôn được rồi đó. Ôi ôi. Để khoảng này xích vô xíu. Để xích vô xíu mới được. Đó. Đó, trời ơi, quả decor 10 trên 10. Trời ơi, quả đề co 10 trên 10. Không. Phương châm là gì mọi người, phương châm là gì? Khách hàng là cha là mẹ, khách hàng là ông nội. Không, khách hàng là phải lên đầu ngồi. Hiểu không? Khách hàng là phải lên đầu ngồi. Anh ơi cho em một slot làm quán nét anh ơi. Ok em nha, chừng nào mà anh có vốn lý anh mở quán nét ở quận 1 là anh sẽ cho mọi người qua, mọi người đăng ký ứng tuyển nhân viên ha. Hôm nay là gì đây? Để cái kệ ngang hành lang á anh. Để kệ. Không, tạm thời thì cửa tiệm của mình đang chưa nhiều mọi người ạ. Bây giờ mình mà mở rộng ra thêm được khoảng 4m2 nữa. Để tôi coi 4m2 tiếp theo chúng ta mở ở đâu đây. 4m2 nữa, để mình coi bao nhiêu tiền 4m2 nữa. Để mở được thêm 4m2 nữa mình cần, má ơi, 1.300 đô. Một ngàn ba trăm đô, thế thì bây giờ là mình phải mua thêm kệ với lại mua thêm tủ lạnh. 1.300 đô là mình phải mua thêm kệ, mua thêm tủ lạnh để làm gì mọi người? Bao, mình phải bao mọi người hiểu không? Bây giờ là kiểu khách nhiều rồi, bây giờ mình phải bao mọi người hiểu không? Đó, mình phải bao tôi nhiều xíu đó. Bây giờ là thấy là 1.300 đô là thấy là hơi đắt tiền đó, nên là bây giờ mình phải bao mọi người hiểu không? Bây giờ phải bao thôi, đã đến lúc phải bật mod bao lên rồi mọi người.
anh bắt nạt nhân viên, có bắt nạt đâu, mọi người nói sao vậy, có bắt nạt đâu, rõ ràng là nhân viên làm sai mình mới trừ lương nhân viên, không phải bắt nạt. Mọi người nói sao á, nhân viên làm sai mới bắt nạt. Chống quá anh ơi, từ từ em à, mình chưa có decor được nhiều tại vì mình chưa có full nature nhiều em. Hay bây giờ cái full nature của mình là đang có bóng đèn nè ha. Cái tủ lạnh để làm gì vậy ta? Từ từ, để tôi trừ hai món này, tôi mua thử mấy món này coi. 200, như là món này 500, là 700. Nó còn một cái freezer ở đây nữa. Cái freezer ở đây tôi chưa biết làm gì, chắc là đựng kem. Không biết mai mốt mà mình mua thêm gọi là giấy phép kinh doanh. Đây, ở đây mình có thêm một vài giấy phép kinh doanh nữa, 500 đô. 500 đô là mình sẽ buôn bán được soda nè, orange juice nè, hay là bánh kem. À, rồi chúng ta sẽ bán thêm được bánh kem với lại kem, mấy cái kem á mọi người. Nên là mình cần phải có cái tủ đông. Ồ, phải cần có cái tủ làm đá để bỏ mấy cái đó vô. À, Sakono Suka. Ok, nhưng mà hiện tại là mình đang có mua được hai giấy phép. Nhưng mà giấy phép này là giấy phép làm kem với kẹo. Kem với kẹo thì tôi nghĩ chắc là bỏ lên được. Da ua thì tôi nghĩ chắc là cần tủ đông đó. Da ua hình như là cần tủ đông. Buôn trộn. Ok, mình đã mua thêm được một giấy phép kinh doanh. À, hàng nhiều hơn rồi. Ủa, bán được nước ngọt rồi nè. Bán nước ngọt rồi nè. Ê, ngon nha. Rồi hôm nay gán bán được thêm 700 đô nữa là ngon nha bạn ơi. Rồi từ từ để đi phiêu hàng nữa coi. Trời má, giờ này khách mua đông quá mọi người ơi. Giờ khách mua nhiều hàng quá, hàng hết liên tục luôn nè. Thấy không? Hàng tôi giờ là hàng nó hết liên tục luôn rồi đó. Giờ cứ phải phiêu hàng liên tục vậy nè. Trời ơi. Ôi ôi má, khách mua dữ vậy. Ơi, khách mua hơi nhiều nha mọi người, khách mua hàng hơi nhiều nha. Nhưng mà hiện tại là bóng đèn của mình đang bị thiếu rồi. Bóng đèn của tôi đang bị thiếu á. Tôi nghĩ là tôi cần phải mua thêm bóng đèn, nhưng mà tiền đâu để mua thì tôi không biết. À, bây giờ mình sẽ để một cái bóng đèn ở trong đây. Đó. Rồi ok. Để cái bóng đèn ở chỗ nhân viên nè, để cái bóng đèn ở chỗ cửa ra vào nè. Đó, cho khách hàng ta vô ra thấy ha. Rồi tiếp tục là để thêm bóng đèn ở đây để cho khách hàng ta thấy kệ hàng nè. Rồi cuối cùng mình để bóng đèn ở đây để cho khách hàng biết trong góc này không có cái mẹ gì hết trơn á. Đó, khách hàng mà vô đây là không có mua được gì hết. Đó, ok chưa? Bóng đèn thì không cần nhiều, mọi người ha, bóng đèn thì mình không cần nhiều, đủ thắp sáng là được. Cho em một Coca hả? Chưa nhập hàng em ơi. Coca chưa có hàng. Cửa hàng của anh chưa có bán Coca. Đây, chuẩn bị ngày mai anh nhập hàng về mới có Coca để mọi người mua cho mọi người nha. Cho em vào nhân viên quán nét với đó. Tao giờ kia tao mở quán nét chứ là một đống đứa đặt chân làm nét liền. Làm như là làm nét là được chơi game hay gì á. Làm nét cực lắm á, không có chơi game được đâu nha. Làm nét cực lắm. Cộng giới thiệu nhà kho đấy. À đây, bên đây đúng không? Nhưng mà hiện tại là mình chưa có mua được cái chỗ này. Ủa, cái kho này hình như lúc mới mua nó sẽ rất là nhỏ mọi người. Cái kho lúc mới mua nó rất là nhỏ sao á. Đâu từ từ để tôi coi thử nha. Để tôi coi thử để mua cái nhà kho này chúng ta cần gấp bao nhiêu nha. Ủa sao nó không có cái đoạn nào là kho hết ta? À đây kho đây. Kho là cần 800 đô mọi người ơi. Kho là cần 800 đô nha. Kho là 800 đô, 800 đô hơi căng á mọi người. Má 800 đô hơi căng á. Để tôi coi coi là bill hôm nay của mình có cái gì đây. Bill hôm nay không cần trả gì hết. Rồi ok. Cái gì lại chê cái gì nữa? Trời ơi. À, hết hàng. Hết hàng rồi. Nguyên ngày nay không nhập hàng thông cảm đi mini. Trời ơi. Thôi nói chung là cứ một ngày mình nhập hết hàng mà mình nhập một lô vậy đó. Xong rồi cứ tới cuối tháng là cuối ngày là mình vô mình fill thôi. Hợp lý ha. Anh bảo cho chơi game mà. Thì anh cho chơi game mà. Nhưng mà tiền lương cuối tháng tính tiền sao? Hả? Bàn bị ngược thì anh. À ý em cái bàn này bị ngược không? Anh cố tình vậy mà. Để cái bàn ngược này bấm vô coi luôn cho nó khỏe em. Bấm vô coi luôn cho nó khỏe, đi ra đi vô cho nó khỏe. Rồi ok, tới cuối ngày để coi hôm nay có lỗ tiền nào không nha. Lỗ tiền cái lần này trừ lương nè. Lấy lương vô đền bù nè. Trời ơi, lương tháng có 10 đô à. Giờ bị lỗ 400 không biết lấy tiền đâu mà đền luôn. Rồi để coi tháng nào hôm nay lỗ nhiêu đây. Trời ơi, lỗ 600. Lương tháng 10 đô, giờ lỗ 600 đô, giờ tính sao mọi người.
Ôi ôi, lương tháng 10 đô giờ lộn 600. Giờ tính sao đây? Giờ bây giờ tiền lương không đủ để trả, bây giờ tính sao? Đừng có nhìn tôi, đừng có nhìn tôi kiểu đó. Đừng có nhìn tôi để tôi thương hại. Đừng có nhìn tôi như vậy. À, tôi rất là ngại nha. Bây giờ tính sao? Bây giờ là lương tháng có 10 đô thôi mà hôm nay là làm lỗ có 600 đô rồi. Má, lương tháng có 10 đô đó mọi người. Ok, mình sẽ mua thêm một cái sale ha. Đâu, sale đây. Ok. Có nghĩa là chắc là một xíu nữa tôi phải chỉnh lại thêm mấy cái hàng nữa mọi người. Xíu tôi phải chỉnh lại thêm nha. Chứ mấy này tôi đang để thấy không ổn lắm. Xíu nữa chỉnh lại thêm xíu. Ok. Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ đặt mua tất cả các thùng. Nhưng mà mình sẽ ưu tiên những mặt hàng mới trước. Ví dụ như coca, cái thứ đồ nào đó. Mình sẽ đặt mua hết tất cả những cái đồ này ha. Rồi, ok, mắc rồi. Mắc rồi, tới floor nha, mua tròn. Rồi, tới floor. Má có nên mua trà đen nữa không ta? Bây giờ mình gán, mình mua nhiều xíu. Xong rồi cái tới chừng ấy thì mình trả tiền sau được không ta? Má có quả vay ngân hàng nữa. Hôm qua anh em kêu tôi là có quả vay ngân hàng nữa. Nhưng mà tôi chưa coi là vay ngân hàng như nào cơ. Để xíu anh rảnh tôi coi con ngân hàng nó cho vay kiểu gì mọi người. Đấy coi nó có cho trả lãi như thế nào. Rồi soda bỏ đây phải không? Soda cũng không tốn ngang lắm nha anh em. Soda không tốn ngang lắm cũng được á. À, cái này là muối. Trời ơi, bữa giờ cứ kêu này nước ngọt bia à bãi trưởng. Cái là muối nha anh em. Má cái lon này thật má. Cái lon muối gì mà nhìn giống cái lon nước ngọt vậy? Thầy luôn á, tao nhìn cái lon đó à, đố trang nào biết được cái lon đó lon muối á. Ủa lon muối kỳ ba. Cái lon này lon muối mọi người à, bãi cứt. Đọc tên đi, ừ chào bạn Uyên nha, mà để tên kỳ em. Để kệ che cửa sổ không đẹp lắm. Thật ra là mấy cửa hàng vách quá là anh cũng thấy toàn vậy không mà em. Thật ra để gì để người ta mỗi lần ta lấy hàng ta nghía ra, ta coi xe người ta ăn cái ta cảm giác an toàn mọi người không? Mình để gì để cho người ta có cảm giác an toàn nhưng mà người ta đi vô cửa hàng của mình á. Cái đó người ta gọi là gì? Trải nghiệm của khách hàng. Còn khách hàng vô, khách hàng mua đồ của quán mình, khách hàng thấy vậy khách hàng cũng an tâm mọi người không? Khách hàng kêu là khách hàng vô, khách hàng mua xong khách hàng kêu ồ thằng này kiểu nó quan tâm tới gọi là trải nghiệm người dùng đó. Thấy không? Nó quan tâm tới gọi là độ an toàn ở trên những chiếc xe của người dùng đó. Chứ là người ta sẽ ủng hộ mình nhiều hơn. Bí mật kinh doanh hết mọi người hiểu không? Kinh doanh là chúng ta phải tính toán vậy. Chúng ta phải tính toán đó là khách hàng trải nghiệm cảm nhận như thế nào. Rồi ok. Tiếp. Còn mấy thùng này má sáng nào cũng ra. Sáng nào cũng ra gọi là bê mấy cái thùng này mệt thiệt luôn á. Thuê có một nhân viên mà nó cũng làm được trò trống gì nữa nên mà mệt ghê luôn á. Thuê nhân viên vô đây để làm phụ cho mình mà cuối cùng mình làm hết trơn. Cú thật. Cuối cùng mình làm hết trơn. Rồi bây giờ mở tiếp coca vô nè. Ê coca như mua hơi nhiều phải không? À không, mình như hai loại nước khác nhau mọi người ơi. Hai loại nước khác nhau. Ok bây giờ là cửa hàng của chúng ta có mặt hàng mới nha. Hy vọng là mặt hàng này không bị ế nha. Mặt hàng này bị ế nghĩa là đóng tiệm luôn đó. Là bỏ hết vốn liếng ra để có thể là bán những mặt hàng mới đó. Hy vọng là không bị ế. Đừng bị ế. Ok. Rồi giờ chúng ta sẽ tập trung chúng ta bán nè. Rồi mở cửa. Thầy coi lịch gồm số gì đây đang máy vô đây. Bán em cái quần xịp màu cầu vòng của anh đi. Anh đâu có quần xịp màu cầu vòng đâu em có nhu cầu mua quần xịp Hello Kitty thì anh bán cho nha. Đó. Đặc biệt là anh Sài Gòn luôn. Có bán nước mắm tôm không hả? À, hiện tại thì chưa có em ơi, nhưng mà tương lai là cửa hàng của anh là dự định là anh sẽ lên một cái tủ đông. Để làm cái gì ạ? Anh lên tủ đông để anh bán xoài. Anh bán mà mấy cái có ổ xoài miếng ghim đó mà đặc biệt là gọt sẵn luôn nha. Đó. Xoài là đảm bảo chua, cây nhà lá vườn không xịt thuốc ha. Là anh sẽ bán cái đó xong rồi nếu như mà mọi người có nhu cầu nữa là anh sẽ bán xoài kèm thêm một ít muối luôn ha. Muối hột Đà Lạt luôn. Ok không? Muối hột Đà Lạt ha. Được mọi người. Tăng giá đi anh lỗ á. Quên. Trời má lỗ. Hôm nay có món nào bị tăng giá không ta? Có ngũ cốc bị tăng giá. Rồi quỷ này vô chắc nó hốt hờ ngũ cốc đầu tiên quá. 7.50 đô. Quên em ơi. Trời ơi quên chỉnh giá má ơi.
Hôm nay thông cảm, quý khách thông cảm nha. Hôm nay thì cửa hàng của chúng ta thiếu hơi nhiều đồ, bởi vì là chưa có đủ tiền để nhập, nên là quý khách thế nào mà mua nhiều nhiều xíu để tôi có đủ tiền tôi nhập đồ được không quý khách ạ? Dạ, quý khách mua hết tiệm giúp em luôn vậy. Che giá anh ơi, che giá anh chị. Che giá làm gì? Bà ơi, bán hàng mà che giá, lừa dối khách hàng. Như thế là không công tâm, như thế là không minh bạch. Nha. Coi nãy giờ nhận ra chưa đăng ký, bấm đăng ký đi má. Bấm đăng ký đi, sẵn bấm cái nút like đi cho học phí đi trời. Cho học phí đi nha. Bạn quan nét của anh có máy tính không? Có nha em ơi, máy tính là ghi là máy tính người ta là cái gì ạ? Là 3090 đúng không? Máy tính của anh hả, là lên tới cái đời mà là 10.000 mấy luôn chứ không còn là 3.000. 10.000 mấy RT ít luôn. Ha. Bật cây cây xin thoải mái luôn, ok không? Đó, máy tính của anh là lên đời là đỉnh luôn á. À, mọi người vô quán nét anh thoải mái ha. Màn là không, mọi người bình thường mọi người ngồi chơi game không? Mấy quán nét bình thường mọi người vô mọi người ngồi chơi game không? Yên tâm. Quán nét của bé Gô vô là mọi người nằm chơi game. Mọi người nằm 69 tư thế luôn cũng được, nằm sấp, nằm ngửa, nằm xoay đầu, nằm ke đầu chơi game luôn cũng được ha. Ủa cái gì vậy? Ủa nó kêu setting cái gì vậy mọi người? Mình nó vừa mới kêu tôi setting cái gì đó thì phải. Hay là bây giờ phải có một cái bill đó cần trả tiền vậy? Ủa hình như nó vừa kêu tôi setting gì phải không? Từ. Ê hình như mấy cái đơn này để thuê thêm người thì mình phải tự tính tiền mọi người ạ. Ồ mấy cái đơn này muốn thuê thêm người, muốn mà thuê thêm người nữa thì mình phải tự tính tiền. Ồ hay bây giờ mình đuổi mẹ nó thằng nhân viên này xong mình tự vô mình tính ta, mình đỡ tốn tiền ta. Ừ đó, mình đuổi mẹ nhân viên đi, mình vô mình tự tính đi cho đỡ tốn tiền mọi người ha. Rồi. Ừ, đuổi mẹ nhân viên đi vô tính tiền tự tính đỡ tốn tiền mọi người ạ. Đó. Ok, 23 đô chấm 70. Ê, từ. Chết mẹ chưa. Rồi. À. Đừng. Đừng có mua nữa. Oh shit bro. Fuck. Ôi. Mua mẹ nó lỗ nữa rồi. Má lỗ nữa rồi. Trời ơi. Hồi nãy tôi để lóc sữa ở đây chưa đặt giá nó mua hết mẹ ơi. Lỗ rồi. Má hôm nay bán không được nhưng mà lỗ ấy mẹ luôn rồi ơi. Ngô ơi. Trời ơi. Má thay cái giá lẻ lẻ là tao nghi rồi. Thay cái giá lẻ lẻ là tao nghi rồi. Này còn cái gì mình chưa đặt giá không nhở? Sao còn lẻ 0.5 đô là sao nữa? Ôi ơi, các bạn ơi, lỗ rồi. Trời ơi, không để giá mà. Chết cha đâu. Hôm nay bán không được nhiêu tiền mà lỗ hết mẹ luôn. Tôi đâu có bị ẩu đâu mọi người. Má thôi nhân viên chi giờ để nó ẩu lên đìa tôi luôn rồi. Ôi. Má lỗ rồi, lỗ một đống luôn á, lỗ mấy chục đô á mọi người. Không được đâu, lỗ mấy chục đô quá.
Ôi, ra kinh doanh lâu rồi mà vẫn để lỗ. Thôi phải ngày đầu không trời. Ơi, tính ra ngày đầu tôi ra tôi bán tôi cũng để lỗ. Xong hôm nay bán lâu rồi vẫn để lỗ. Ôi. Holy fucking shit bro. Phải thật. Ok, không sao, hôm nay mình bán vẫn có lời mọi người. Mình bán vẫn có lời. Má không biết cuối ngày nó tính cho tôi nó có tính tiền lỗ hay tính tiền lời gì ta. Má không biết hôm nay là lỗ hay lời nữa nè. Ghé vô đúng rồi. Tôi đang cần thêm nhiều những vị khách nữa. Lâu lâu tới 9 giờ, chưa bao giờ tôi hy vọng là 9 giờ nó cho qua lâu đến như vậy. Chưa bao giờ tôi hy vọng là tới 9 giờ nó lâu hơn xíu. Rồi vô đi quý khách ơi. Hai người luôn. Ừ đúng rồi, vô luôn. Ừ đúng rồi. Tuyệt vời. Còn khách là còn bán nha. Dạ còn khách là còn bán nha quý vị. Dạ quý vị cứ vô đi à, còn khách là còn bán à. Rồi ok, 67 đô phải không? Hôm nay là quý vị mà trả tiền to hay tiền thấp gì là em lấy hết nha quý vị. Hôm nay quý vị trả tiền to, tiền thấp gì là em lấy hết nha. Em không có chê nữa nha. Dạ rồi, cảm ơn quý vị nha. Hôm nay em lỗ thấy mẹ em rồi nên là em quyết định là em tiền to, tiền thấp gì em cũng lấy nha. Dạ hối tiền bao nhiêu cũng được, miễn sao mua nhiều hàng cho em là được nha quý vị ơi. Dạ hôm nay em lỗ sắc mặt luôn à, nên là em quyết định là em hôm nay là em sẽ không cộng tính với khách hàng nữa nha. Dạ quý khách ơi, quý khách mua nhanh à. Dạ quý khách có bạn bè cô dì chú bác hay người thân gì quý khách cũ vô quán của em nha quý khách ơi, quán em đại hạ giá luôn nha. Dạ dẫn một người thân vô là giảm giá 10% nha quý khách, tối đa 20% nha. Dẫn một người vô là giảm giá 10% nha. Dẫn cô dì chú bác vô đây mua giúp em nha quý khách. Trời ơi à, hôm nay lỗ đậm luôn á anh em. Hôm nay tôi không biết lỗ bao nhiêu luôn á, bán 700 đô không biết lỗ bao nhiêu là để kết thúc ngày coi nhiêu. Đây tôi kết thúc ngày coi lỗ nhiêu đây. Ôi vẫn lời à. Ơ à. Ơ à, vẫn lời 290 đô. Ơ à. Ơ à. Vẫn lời à. Ơ à. Đó là tư duy của người làm ăn kinh doanh mọi người hiểu không. Thật ra là ban đầu không phải tôi quên đặt giá đâu. Tôi giả bộ tôi để giá có thấp gì để làm gì à? Để mình thu hút người tiêu dùng. Thôi người tiêu dùng nói ồ này bán giá rẻ quá, người ta vô người ta mua, xong rồi mình mới nâng giá lên từ từ. Đó là gọi là chiến thuật kinh doanh. Mọi người hiểu không? Cái là chiến thuật kinh doanh đó, không? Kết quả nằm ngay trước mắt, không thể lỗ. Không lỗ. Ok không? Chiến thuật kinh doanh không phải là mình quên đặt giá, mà là mình để giá như vậy để mình thu hút khách hàng. Khách hàng vô, khách hàng mua, khách hàng thấy rẻ, khách hàng mua tiếp, xong mình nâng giá lên từ từ. Đúng không? Quả đúng luôn, sao mà sai được, sai thế đéo đâu được. Các bạn ơi, sai thế nào được. Trời ơi nè, bằng chứng nè, lời 290 đô. Không, lời 290 đô. Ok chưa? Quá ok luôn. Ui. Quá đúng, đúng. Bạn Ken nè, đúng, quá đúng, bạn Ken quá đúng không? Quá đúng. Trời ơi. Mình phải là một con người thực tế, mọi người hiểu không? Mình phải so sánh cái số tiền lời. Phải so sánh cái số tiền lời để mình biết được là cái kinh doanh của mình nó đang có lời hay không. Mọi người hiểu không? Đó. Má trà đen nó vẫn ế nha. Nói gì nói thì trà đen nó vẫn ế nha. Muối vẫn ế nè. Rồi bây giờ là chúng ta phải ghi chép lên nè, muối nè, trà đen nè, cơm nè. Nhưng mà bây giờ thì mình cứ mua hết đi. Bây giờ tôi nghĩ là tôi cứ mua hết một vòng như này. Xong rồi mình lại tiếp tục mình quay về. Nếu như mà hàng nằm mà trên giá còn nhiều quá thì mình sẽ không để lên. Còn hàng nào mà ở trên giá nó có đủ rồi thì trên giá chưa có thì mình sẽ giữ lại ha. Đây, mình sẽ giữ lại, mình để trong thùng. Rồi khi nào mà thiếu thì mình fill vô. Tới được cái Coca soda đúng không? Coca soda đây. Đó, ok, hôm nay là tôi quyết định là tôi sẽ tự thân vận động luôn nha. Bánh mì đang thiếu nè. Má, chắc là tôi đợi 800 đô xong rồi tôi mua cái kho quá mọi người. Chắc tôi đợi 800 đô xong tôi mua cái kho quá ha. Ừ, tôi chắc là tôi đợi 800 đô tôi mua cái kho quá. Chứ tầm này kho nó thiếu quá mọi người ơi. Đồ đang bị dư hơi nhiều nhưng mà kho thì không có. Đây bây giờ mình sẽ đặt hết những cái mặt hàng mà chưa có trên kệ lên trước. Xong rồi từ từ mình mới đặt những cái mặt hàng mà đã có trên mình mới check lại những cái thùng một lần nữa ha. Cái thùng nào dư thì mình đặt lên sau. Orange juice ở đây nè.
Orange juice hai bên. Ok. Coca, cái này cola đúng không? Không, cái này tai, tai be. Đúng. Đấy, cái này đúng này. Ok. Má chắc mua kho quá mọi người ơi. Trong này dán bán cho được tầm khoảng 800 đô. Target hôm nay là 800 đô nha. Target dán bán là được 800 đô xong mình mua cái kho. Đó, ok chưa? Mua cái kho xong rồi cái mình sẽ để hàng ở bên kia cho nó tiện tiện xíu, chứ giờ hàng của tôi đang bị tồn động nhiều quá. Ủa, đây một chai gì đây? À, chai cola. Rồi cola cũng đang bị thuộc dạng là hàng bị còn tồn nhiều nè. Má tôi tưởng đâu là ở đây là người ta uống Coca-Cola nhiều lắm chứ ta. Nhưng mà không mọi người ạ. Ở đây người ta không uống Coca-Cola nhiều nha. Đây mình sẽ để mấy thùng hàng qua bên đây đi, để cho khách người ta đi tới đi luôn, người ta không có bị dậm trúng mấy thùng hàng này. Hay mà tôi đi tới thì tôi bị dậm trúng mọi người ạ. Rồi tới cái này. Right. Nhớ đặt giá nhanh, nhớ cho em một lần thôi tận tới già. Hồi nãy hên là có mấy quỷ khách yêu dấu là người ta đã mua hàng giùm tôi thôi. Chứ nãy mà mấy quỷ khách yêu dấu mà không vô mua hàng giúp tôi thì cứu cánh tôi cuối ngày thấy bà tôi rồi. Đó, hên là có khách đó. Rồi mặc dù là cái đống chà đen này còn quá trời quá đất luôn nhưng mà mình vẫn phải phiêu mọi người ạ. Vẫn phải phiêu để cho bớt thùng đi chứ giờ thùng ở trong kia nhiều quá. Rồi tiếp tục đặt cái hộp này lên. Rồi tiếp tục. Đó. Cái lúc mà đi phiêu đồ nó hơi chán chán chứ mọi người ạ. Cái lúc đi phiêu đồ hơi chán thiệt. Có lúc đi phiêu đồ đi phiêu mệt ỉa luôn. Hồi nãy như mình có mua nước suối nữa đúng không? Nhìn chai muối tưởng chai lăn nách. Ừ, ban đầu tôi nhìn chai muối tôi thấy là ủa sao giống chai bia dữ ta. Tôi cứ kêu bia từ nãy giờ nhưng mà không nha. Má cái đó chai muối má. Chai muối gì đâu mà làm kiểu màu mè hả mọi người. Mọi người chai muối làm màu mè ha. Chai muối nè. Má làm màu mè thiệt sự á. Rồi phiêu nước. Ok, nước thì chắc chắn là dư rồi nè. Nước ở lúc nào cũng là mặt hàng dư hết. Tới sữa. Sữa thì cũng là mặt hàng đang dư. Rồi ok. Ôi ôi, đi phiêu đồ mệt ỉa luôn á. Để hàng ở đây. Ê, mình để mấy thùng hàng ở đây mà khách người ta đi ngang, đi qua đi lại, người ta không lấy hàng của tôi ha. Khách đây kiểu dư tính ghê á mọi người. Khách đây kiểu người ta hiền á mọi người, người ta không kiểu đi ăn cắp bạc á. Rồi, ok. Tiếp, hai thùng nữa thôi anh em, hai thùng nữa thôi. Một thùng trứng, hai thùng trứng để trên đây. Rồi ok, cuối cùng thùng gì, thùng dầu ăn. Rồi, thùng dầu ăn thì để bên đây, rồi ok. Bây giờ thì kệ của mình đang còn khá là dư. Nên là tôi sẽ đi bỏ thêm mấy món đồ vô ha. Đầu tiên là nước ép nè. Rồi nước ép này thì này, để trên đây. Ok. Chai này hình như là cái chai này hồi xưa tôi ăn chung với bánh mì nè, mà tôi không có nhớ là nó tên gì, hình như là đậu gì á, không nhớ mọi người ạ. Má cái chai này nhìn giống lắm. Muối. Ok, muối phiêu muối luôn. Phiêu tí muối lên trên đây. Xong. Rồi còn thùng nào đang dư không? Ha, trong kia quá trời kìa. Còn một thùng dầu ô liu nè. Bây giờ cứ mỗi kệ một giờ cứ mỗi kệ một sản phẩm vậy mọi người, bấy nhìn nó buồn cười bấy đái à thề. Bây giờ cứ mỗi kệ một sản phẩm á. Rồi trong đây còn dư mấy thùng gì đây? Trong đây là còn mấy thùng nước ngọt nè, cola nè, xong rồi tùm lum nè. Nước ngọt thì ok, cola để đây. Rồi ok. Rồi mở cửa đâu ngay, con số gì đây, con số gì đây? Ok. Nốt ngày hôm nay chúng ta sẽ mua cái nhà kho nha mọi người. Mục đích trong video ngày hôm nay, livestream ngày hôm nay chúng ta sẽ mở thêm cái nhà kho. Ăn chặn tiền khách hàng đi. Ôi, mày xúi tao làm việc thất đức nữa. Tôi biết rồi, bây giờ mà tôi không được ăn chặn tiền khách hàng nữa, tôi mà ăn chặn tiền khách hàng là cái level kinh nghiệm của tôi lên rất là lâu. Ê, chết cha, từ. Hình như tôi quên đặt lại giá thì phải. Hôm nay là có oi nó được bị tăng giá nè. Cái oi từ cái oi. Đây cái oi bị tăng giá nè. Cái oi tăng còn 6 đô, mình sẽ bán 6 đô rưỡi. Hồi nãy như bà nôn mua nước đúng không? Còn nước như đây mà chê nữa trời. Má nước như đây tiền mà chê nữa ta. Ôi nước như đây tiền mà chê nữa má.
À, cà phê thấy nó lấy hơi nhiều nha. Ok, cà phê chưa bị lỗ. Cà phê chưa bị lỗ. Ok, muối. Rồi, spaghetti. Ok. Đầy đủ ha. Ok. Ok. À đây, cái này chưa đặt giá. 11 đô. Mình bán là 11 đô rưỡi. Đó, hên quá chưa lấy lốc sữa đâu hết. Còn cái nào chưa đặt giá không? Hết rồi. Ok, bán tiếp. Vô, tiền mặt. Thân đồ. Cúp. Rồi, ok, tiền gì. Rồi, tiền mặt. Hỏi, cúp. Rồi, ok, tiếp theo. Rồi, anh này quẹt thẻ chắc luôn. Quẹt thẻ đúng không? 46 đô rưỡi. Ok, có anh ấy 46 đô rưỡi. Rồi, cúp. Rồi, ok, chị tiếp theo. Nhiều ạ? À, 0 đô, cúp. Rồi, ok, anh tiếp theo. Rồi, anh này chắc quẹt thẻ mọi người, nhìn bánh tỏn nhưng mà. Rồi, quẹt thẻ luôn anh ha. Rồi, của anh là 46 đô nha. Rồi, ok, cúp. À, lộn, 46 đô. Rồi, cúp. Rồi, quá tuyệt vời. Má hôm nay dán đường khoảng 800 đô mọi người, là mua được cái nhà kho rồi. Món nào ế anh giảm giá mạnh đi. Mạnh lỗ em ơi. Giảm mạnh quá lỗ má. Giảm nhạnh mạnh quá lỗ. 13 đô rồi cút. Không giảm mạnh quá lỗ. Đó thật ra là vẫn có người mua mọi người, vẫn có người mua nhưng mà bởi vì mình đặt nhiều quá nên là mình thấy nó bị tồn á. Thật ra cái món này tôi thấy là ở trong cửa hàng của tôi thì cái món này nhiều người mua lắm. Đi qua đi lại là cứ thấy là thanh toán cái món đó thôi à. Cái gì bóp tồ qua đời qua tờ quá đắt nữa trời. Ăn mặc bánh tỏn mà không có tí tóc thôi mà chê vậy trời. Thiệt luôn á. Rồi anh trai này thẻ đúng không anh trai? Rồi em thích mấy anh trai mà thanh toán thẻ lắm. Anh trai thanh toán thẻ thường mua nhiều đồ. À, anh trai bánh tỏn nè. Rồi anh tỏn nữa. Anh tỏn đó mọi người, anh tỏn nè. Má tôi nhớ mặt này lắm. Tôi nhớ mặt đó lắm. Cái mặt má thằng mà nãy có 31, 39 đô mà nó chê đắt á mọi người. Đó, tao livestream tao bốc phốt liền. Rồi 41 đô rưỡi. Ok, cút. Ôi, hình như hết spaghetti rồi. Khả năng cao là phải mua kho thiệt rồi mọi người ơi. Khả năng cao là phải mua kho thiệt rồi. Không mua kho không có chỗ để chứa đồ. Ê, nhưng mà tôi nhớ ra là hình như tiền điện, tiền nước, tiền nhà là trả tiền khi mà mình bật điện nhiều đúng không? Mình bật điện nhiều là mình phải trả tiền đó. Nên là tôi quyết định là tối đến là tôi cho khách hàng mò trong bóng đêm luôn. Ha, bây giờ buổi tối là mình cho khách hàng mò bóng đêm luôn nha mọi người. Bây giờ mình không bật đèn cho khách hàng luôn, ok không? Ok không? Không bật đèn cho khách hàng luôn. Anh nghèo mà anh bán thật thà quá. Không bán nghèo bán giá thị trường nữa lắm. Bán gì bán giá thị trường đó chứ khách nó chơi nhiều quá mất kinh nghiệm lắm ơi. Khách nó chơi nhiều quá mất kinh nghiệm. Rồi ok đó. Thôi mới đầu bán anh cũng như nắm á. Mới đầu bán là một cái hũ muối đó anh bán 100 đô á nắm. Mà mới đầu anh bán là anh bán hũ muối 100 đô á. Nó vô nó nhìn nó không cần nhìn giá, nó vô nhìn hũ muối đi ra luôn. Anh đang chơi vậy, anh đang chơi supermarket simulator nha em, đang chơi giải lập siêu thị nha em. Chơi trò này cuốn lắm bạn ạ. Chơi trò này kiểu nó cuốn vãi. Rồi gì đây, 28 đô, hết 1 đô rồi cút. Rồi chị này nhiêu? Chị này, tiền đô thì tiền mặt luôn hả, 54 đô hả. 1, 2, 3, 4 Rồi cút. Rồi ok, anh này nhìn mặt bánh tỏng vậy nhưng mua có mấy món này trời. Cút. Rồi ok, tiếp theo rồi, anh này mua nhiều nè, anh em nhìn mặt đồ bần nhưng mà mua nhiều nè. Rồi, 70 đô luôn hả, dữ vậy anh. Rồi, không, anh này là mình phải đối xử nhẹ nhàng cho mời quý khách đi ra ngoài à. Dạ, cảm ơn quý khách nhiều. Quý khách về thường lộ Bình An đừng nằm ngang chơi tải nha. Rồi ok, tiếp theo. Nhiều à, 50 đô hả, 50 đô, ok, rồi cút. Rồi, anh tiếp theo bao nhiêu? 26 đô, rồi cút luôn. Rồi, anh này. Nhiều. Anh bán như ăn cướp, mày mới kêu tao thật thà xong giờ mày kêu tao ăn cướp. Mày mới kêu anh thật thà xong luôn á. Mày mới kêu thật thà xong giờ mày kêu anh ăn cướp. Rồi cướp. Mới kêu anh thật thà luôn. Anh ơi anh gán làm đi, năm sau anh giàu rồi. Anh sẽ gán làm để anh chuẩn bị anh mở cái quán nét ở bên quận 1 em ạ. Anh chuẩn bị mở quán nét bên quận 1 nè. Nhìn lại chai dầu từ đầu đến giờ vẫn ra chai tăng lực. Chai nào. Ây nhưng mà giờ trời tối sợ khách không thấy đường mọi người ơi. Thôi bật đèn lên cái cho nó thấy đường đi ha. Cái dầu này hả? Má tao cũng nhìn ra chai chân tăng lực á. À tôi cũng nhìn ra chai tăng lực á mọi người. Đầu xanh. Ủa đang kiếm gì vậy? Mấy anh chị đẹp gái này đang kiếm gì ta?
bên đây chắc cần phiêu hàng vô không? Anh chị ơi, anh chị có mua đồ không? Anh chị nói em tiếng đem biết em đuổi anh chị đi, chứ anh chị đứng đó hoài khách ta không vô. Giờ em mới biết mặt thiệt hả? Ai cũng có lần đầu mà nắm, ai cũng có lần đầu mà lần đầu mình đi kinh doanh thì mình cũng phải có gọi là những cái gọi là sai sót, mình cũng có một cái gọi là mình muốn mình giàu nhanh á. Ý nó cho dòng màu vàng hả? Ủa cái dòng màu vàng nhìn thấy dòng ăn mà. 21 rồi, ok. Ủa hai anh chị nè, trời hai anh chị nè, hai anh chị đâu yên ương mới cưới hả? Chị đứng nhìn hũ muối hoài anh chị. Giờ có mua không? Có mua không? Vô tính tiền em cho cút luôn nè. Rồi bao nhiêu à? 3.5 đô phải không? À thôi à, thôi thôi lỗ 1 đô ảnh vui lắm mọi người. Thôi lỗ 1 đô là ảnh vui lắm. Rồi thẻ luôn phải không? 33.50 đô. Anh tăng giá đi anh. Nhiều đây đủ rồi em ơi, đừng có tăng giá nữa em ơi. Vậy đủ rồi, anh cảm thấy đủ với lại cuộc sống của mình hiện tại rồi. Tăng giá nữa là khách không có mua đâu em. Tăng giá nữa là khách chê luôn đó. Dạ. Ồ từ từ, có khi nào anh chị kia đứng đây hoài là có khách vô mua hoài không mọi người? Có khi nào anh chị kia đứng đây hoài là khách vô mua hoài không ta? Có lẽ nào? Ê bây giờ mình thử nha, biết đâu đây là một cái bung. Mình bung như đến khi nào mà khách mua hết mặt hàng ở trong cửa hàng của mình xong rồi mình qua ngày hôm sau. Ừ má, qua ngày hôm sau mình phiêu đồ cho nó dễ mọi người. Ê tự nhiên cái tao thấy hai ông bà kia đứng đây cái gì khách vô nữa mọi người ơi. Quái cứt thiệt. Rồi bao nhiêu đô, thối 2.5 đô phải không? Rồi khách vô nữa không, khách vô nữa không? Khách vô nữa không, khách vô nữa không? Má thấy hai ông bà đứng đây hoài là thấy khách, này khách vô nhiều lắm. Đâu khách đâu, vô đi khách, vô đi. Vô. Từ cửa hàng đang ế, cửa hàng vô ế, giờ ai vô giảm giá luôn nè. Ai vô giảm giá bán rẻ cho luôn. Rồi ok. Nào giờ ai vô bán rẻ cho luôn nè. Má nói tới vậy luôn á nghe. Còn 2 bình hả? 2 bình để dưới đi. Giờ ai vô cửa hàng của em bán rẻ cho luôn nè. Vô đi quý khách ơi. Quý vị vô đây quý vị mua hàng là em bán rẻ cho luôn. Giờ món hàng một bồ hủ muối bình thường em bán 50 đô, giờ lại bán cho khách 100 đô luôn. Cái này nước cam. Má bắt đầu bán mấy cái nước đồ là tôi thấy bắt đầu rối rồi, tại vì mấy cái nước kiểu nó nhìn nó giống giống nhau mọi người. Nước nó nhìn nó cứ giống giống nhau hay đéo nào á. Thôi chắc là tôi phiêu full tủ đi ha. Phiêu full tủ đem mai còn nhập hàng vô bán tiếp nữa. Rồi hai anh chị này không đi luôn trời. Không đuổi là không đi luôn á. Không đuổi là không đi luôn. Thôi để tao tắt đèn để đuổi mấy bà đi á. Trời má, tắt đèn vẫn ở đây luôn. Trời ơi hai anh chị ở đây chim chuột vui vẻ nha. Vậy em qua ngày mới. Ở đây coi hôm nay lời nhiêu đây. Trời ơi lời 400 đô. Được nha. Lời 400 đô được nha. Bán rẻ anh chủ tiệm thì mua hả? Không, anh chủ tiệm này bán hàng chứ có bán thân em ơi. Ok, đầu tiên là đầu ngày là mình sẽ trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền ăn nè ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ mua kho nè. Rồi má có cái nhà kho rồi mọi người. Hình như bây giờ mình phải đi qua đi lại cái nhà kho. Ừ, có cái nhà kho rồi. Má cho mình đi nhà kho là vẫn phải mua đồ trang trí nhà kho hả? What the fuck? Ờ, thế là phải mua đồ trang trí nhà kho nữa mọi người ơi. Ok. Rồi tầm này thì mình sẽ mua mấy cái đồ khô nha. Mấy cái đồ nước ngọt thì mình còn đang khá là nhiều nên là mình cũng không có cần lắm. Bây giờ chúng ta đang cần những cái đồ khô nhiều hơn. Chai dầu nè. Đó ok. Bây giờ mình cần mấy cái đồ khô thôi. Mấy cái đồ nước các thứ thì mình đang bị dư rồi. Ok. Cái này bánh mì nè. Siêu thị nghèo như anh hả? Thôi nha. Không có mà tầng lớp xã hội xem minh vậy nha. Tôi biết là tôi dưới đáy của xã hội, nhưng mà ít ra là dưới đáy của xã hội cũng có gọi là cái lòng tự trọng của nó nha. Nha. Tôi cũng có cái lòng tự trọng của tôi đó. Ok chưa?
dưới đáy của xã hội nhưng mà không có yêu cầu mọi người donate 400 triệu, chưa? Khổ quá à. Rồi ok, bỏ lên, ok, đẹp. Rồi má phiêu hàng hơi nhiều rồi mọi người ơi. Má hàng nhà tôi giờ nhiều quá rồi. Anh bán giá cắt cổ đi. Rồi xong cái hả, cuộc sống nó cắt cổ tôi luôn. Không đứa nào mua cái xong mày cuộc sống cắt cổ tôi luôn. Hiện tại là coca đang giảm nè. Còn cái gì đang giảm không? Coca giảm. Hết rồi. Ok, có đúng cái coca giảm rồi. Nhưng mà nãy giờ tao nhìn vô tao không biết cái nào là coca luôn bay. Bây giờ tao nhìn vô tao không biết cái nào là coca luôn. 2 đô. Rồi mình bán lại ít ít thôi mọi người, mình bán lại ít ít thôi ha. Mình bán lại ít ít thôi, mình bán lại nhiều quá không ai mua. Anh nổ địa chỉ đi, em qua em ủng hộ. Địa chỉ hả? Sigo Gaming và Sigo chơi game cho tống tống cho em. Hàng ngày nha, 8 giờ rưỡi nha. Anh có mua iPhone 16 không? Vậy giờ nghèo rồi, iPhone 15 đủ xài rồi em ơi. Cái iPhone 15 anh mới mua chưa có xài đã nữa. Giờ mua iPhone 16 chỗ đầu chứa em. Anh đọc tên đi, chào bạn xin tố anh Nika nha. Anh ơi cho em cái sổ đỏ đi, mấy mày cho tao cái sổ hồng đi, tao cho mấy sổ đỏ. Má anh Go nhìn ố về ghê. Ủa giờ để cái máy cũng kêu ố về, giờ sao mới chịu nổi má? Giờ sao mới vừa lòng đây? Ôi ôi anh ơi, anh mua cái gì mà anh mua nhiều muối vậy anh? Trời ơi anh, một lần anh vô anh mua 2 hũ muối ăn sỏi thận chết luôn anh ơi. Trời ơi, cha nội nó mua 2 hũ muối về chắc ăn lượt sỏi thận luôn á. Rồi ok. Mọi người ơi, mọi người nghĩ là tôi có nên mua mèo thần tài để trong nhà không mọi người? Có mua mèo thần tài để trong cửa tiệm này nè, để gọi là mua bay bán đắt. Tiền vô dư nước sông Đà, tiền ra nhỏ nhọt giọt cà phê phiêu á. Cảm ơn bạn người yêu của game đã đưa đến cho mình một hoa hồng. Cảm ơn bạn cờ bang thứ ba đã đưa đến cho mình một cái bánh kem nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết giá trị của nó bao nhiêu hết, nhưng mà mình nghĩ là nó rất là đắt luôn á. Nên là mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và các bạn coi livestream vui vẻ thôi mọi người, đừng có donate nhiều nha, là vì thường mình không có đọc donate nhiều bên top top á. Mua đi anh, nên mua đúng không? Đúng không? Ok, tôi nghĩ là tôi sẽ đi bữa nào tôi lên chùa xong rồi tôi đi tìm mấy cái bàn ông thần tài ông địa rồi đó. Xong rồi tôi đem về xong rồi tôi để ông thần tài lên để nó quắt cái tay này. Nó kêu khách vô nè, để nó kêu khách vô ha. Đó, để mèo thần tài, để bà thần tài không đẻ, để thêm mèo thần tài vô nữa là trời ơi, tiền vô những nước sông Đà thì ngay nhỏ giọt cà phê phiêu luôn á. Rồi lại gặp thêm ông nội kia nữa, trời ơi lại một đôi uyên ương nữa má, ngày nào tao cũng gặp một đôi uyên ương vậy. Ôi má, trời sinh một cặp luôn má. Trời ơi, ngày nào cũng gặp một đôi vậy thấy bà con luôn. Nó cứ ngày, mỗi ngày là một cặp đứng đó, đứng mua, đứng nhìn qua nhìn lại, không biết làm cái gì á, không chịu mua. Dạ anh chị ơi, có mua không? Má hôm qua là ông nội kia với bà nội kia, hôm nay là ông nội này với bà nội này. Thiệt luôn á. Không biết trước tôi gây cái nghiệp gì á, bây giờ mở cửa hàng ra, cứ lâu lâu lại gặp một đôi uyên ương vô đứng mua vậy đó. Ôi đây, ủa tủ đó ông nội kia vô tham gia chung chứ. Tủ ông nội kia vô tham gia chung với đôi uyên ương chứ. Cái gì bên thiều nữa. Trời ơi, mặt lại thằng tỏn chắc luôn. Ông tỏn chắc luôn. Ông tỏn đúng không? Ủa đâu? Ê, thằng nhân viên hồi nãy. Thằng nhân viên hồi nãy mình thuê mọi người. Mày vô mày phá ra đúng không? Nãy bị đuổi xong vô phá đúng không? Hồi nãy bị đuổi xong vô phá đúng không? Nó vô nó mua có đúng một chai coca xong nó chê hả? Cái chai nước ở đây đắt quá. Nó vô nó phá mọi người. Nó vô nó phá kìa. Cái gì vậy trời? Trời ơi, nha, mấy anh chị mà doanh nghiệp đồ là lưu ý nha. Dạ, có bên em là có bạn nhân viên toàn ten á. Cái bạn nãy đó là bạn làm việc trong gọi là quán của em á hả? Bạn đó bạn nghỉ xong rồi bạn vô bạn phá. Đó, mấy anh chị lưu ý nha, mấy anh chị doanh nghiệp lưu ý nha, mai mốt mà gặp nào mà tên toàn ten đi rồi là phỏng vấn xin việc là mấy anh chị đuổi liền giúp em nha, không nhận nha. Đó, nó ăn không được nó phá cho hôi đó anh chị nha. Đó. Ok chưa? Anh chị nào mà coi, anh chị doanh nghiệp nào mà coi livestream của em anh chị lưu ý nha. Có thằng toàn ten á. Trời ơi. Vô nó bán hả? Nó khiến cho hả? Siêu thị của tôi lỗ xong rồi cái nó lúc mà mày đuổi xong rồi nó vô nó phá. Tức ghê á, vô nó phá mọi người. Trời ơi. Rồi cái đôi ngương kia đứng đó nãy giờ luôn. Không mua là không mua. Nhất quyết không mua. Cay thật. Bắt đầu đi anh, cũng muốn bắt lắm mà bắt xong nó bắt đầu nó quay top top lại, nó đăng lên top top xong rồi nó bắt phốt tôi nữa. Là siêu thị của tôi không ai vô luôn. Làm cho anh kinh doanh khổ, rồi
ba đứa luôn. Bây giờ là ba đứa luôn. Má hồi nãy là hai đứa, bây giờ là ba đứa luôn. Quậy cứt thiệt. Quậy cứt thiệt. Má tao làm gì sai với tụi bay, tao làm gì sai với ông cô nội tụi bay mà tụi bay làm vậy với tao. Trời ơi, tôi đã làm gì sai mọi người? Hồi xưa hồi kiếp trước bộ tôi gây nghiệp dữ lắm hay sao mà tự nhiên giờ kiểu má vô làm vậy ta? Ba đứa đều đứng nè, em thấy không? Trời gì vậy trời. Ê được cái này đẹp trai nè. Được cái này tự nhiên vô mua đồ được nè. Mấy anh chị cứ vô mua đồ nhiều vậy là tự nhiên cái em thấy em hết nghiệp à. Mấy anh chị vô mua đồ nhiều cho em xíu là em thấy tự nhiên cái cuộc đời của em hết nghiệp hẳn đi à. Rồi, 28 đô 50. Ok, cảm ơn chị Cúc. Bốn đứa. Cái gì vậy? Hồi nãy là một cặp, bây giờ là hai cặp. Cái gì vậy? Má là vô có mua hàng không? Là vô có mua hàng không? Gì trời? Anh chị ơi, có mua hàng không anh chị? Năm đứa. Trời má, tao hiểu tại sao doanh thu hôm nay nó ít rồi. Tao hiểu sao doanh thu hôm nay nó ít rồi. Con ngựa vậy nó chứ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mấy thằng nào nó đứng ở đó một hồi là tôi lỗ. Lỗ chắc luôn. Tại vì nó đứng nó lấy hàng rồi. Nó lấy hàng rồi nhưng mà mình không tính tiền cho nó. Là tới cuối ngày, cái lúc mà mình enter, mình qua ngày là mình sẽ lỗ cái số hàng mà tụi nó đang cầm ở trong giỏ. Mà tôi không biết là tụi nó đang cầm trong giỏ bao nhiêu hàng. À, thiệt chứ. Ôi, mở hàng đầu ngày vào cái thứ âm binh khí. Khí đỡ gì đâu không à. Không lẽ giờ mốt mở cửa hàng làm ăn kinh doanh phải rồi là sắm ngay đồ long đao để sau lưng ta. Sắm cái đồ long đao để sau lưng để hả có gì nhà mà nó bướng cái là hả cầm cái đồ long đao ra xử lý nó liền mọi người. Thiệt luôn á. Chứ là mấy thằng mà hay trả tiền mà kiểu láo vậy nè, cầm đồ long đao ra dứt nó liền. Má nó mua 5 đô trả 100 đô. Rồi cho em cái thẻ đi nha. Dạ, cảm ơn ạ. 26 đô gửi. Rồi cút. Rồi, năm đứa kia. Đừng nó mua mà tao lộ ấy mẹ tao luôn. Lộ ấy mẹ. Dạ nhờ ơn mấy anh chị mà nãy giờ em hỏi thăm phụ huynh mấy anh chị rất nhiều. Mai là em đang bấm livestream nên em không bấm livestream mà nãy giờ em hỏi thăm phụ huynh mấy anh chị rồi. Ở đó bây giờ một về đúng rồi, tôi nghĩ chắc 6 đứa ở đó đó. Má ơi, lỗ rồi. Lỗ chắc luôn. Rồi tới bà nội này nữa. Rồi để tôi thử tôi dời cái tủ này ra chỗ khác thôi. Éo gì vậy? Sao mấy ông bà lại đi theo cái tủ? Chịu lỗ rồi. Má phải chịu lỗ rồi. Phải chịu lỗ rồi. Má lỗ 400 đô. Thiệt chứ. Bây giờ mình nên mua cái kệ. Để làm gì? Mình bỏ vô đây nè. Ủa? À đâu? Ồ. Từ từ nha, bây giờ là mình nên sắp xếp lại cái chỗ khu vực làm ăn buôn bán của mình xíu mọi người ơi. Mình sẽ để nó ngoài đây. Ok anh em chờ tôi xíu, tôi sắp xếp lại khu vực làm ăn buôn bán của tôi xíu nha. Rồi. Tôi sắp xếp lại cho nó ok xíu ha mọi người. Đây nó sẽ cho có cái đường vòng ở đây ha. Đó. Mình sẽ làm cho nó ok xíu.
đều cho ta, đều cho ta, chưa đều lắm, chưa đều lắm. Qua đây một xíu. Rồi, ok. Ok. Không, để tốt ở đây luôn đi mọi người. Ok. Để thêm cái trong đây được không ta? Không. Trong đây mình sẽ để hai cái kẻ ở đây. Đó. À có 4 mét vuông để không đủ bây ơi. Có 4 mét vuông để không đủ. Ngay cửa ra vào. Ok. Má sao thấy càng ngày càng rối ta? Ủa sao thấy tự nhiên cái mình sửa lại thấy nó rối hơn ta? Ê thấy tôi sửa lại thấy rối hơn sao phải mọi người ơi? À không rối, không rối, không rối. Đây bây giờ mình sẽ mua thêm mấy cái tủ lạnh mình bỏ ở đây nữa là hợp lý. Đó, mình mua mấy cái tủ lạnh mình bỏ ở đó nên hợp lý. Ok, tại vì cửa hàng mình đang hơi nhỏ thôi mọi người. Tại cửa hàng của tôi đang hơi nhỏ thôi. Cửa hàng tôi đang hơi nhỏ thôi. Nên nó mang vậy thôi. Chứ cửa hàng tôi nó rộng rộng đang xíu nữa là ok đó. Bây giờ để coi tủ lạnh của mình đang thiếu đang. Tôi chắc chắn là tủ lạnh tôi đang thiếu nhiều. Nên là hồi nãy mấy bà kia vô mấy bà mới bị đứng xây vòng. Bây giờ là mình mua, bây giờ mình mua từ tủ lạnh mình mua lên đi. Nhưng mà mình sẽ không mua soda cái thứ đó tại soda đang nhiều quá. Soda còn không ta? Soda Sprite còn. Sprite còn. Bây giờ là mình còn thiếu cái trong tủ lạnh là mình sẽ có sữa, có cheese, nước thì hình như đang còn nhiều. Đúng không? Ừ, nước còn nhiều nè, sữa nè, cheese đang hết luôn, đúng nè. Rồi sữa cheese xong. Cái black tea thì mình còn nhiều nè. Giờ mình sẽ mua cái này. Cái này thêm một ít flour olive, cái này ba spaghetti rye xác thì chắc khỏi đi. Ừ tôi nghĩ chắc là muối chắc khỏi đi. Mua thêm một ít sữa này, meal này. Meal này tôi thấy nó cũng đang đắt các mọi người. Meal này tôi thấy mọi người đang mua nhiều á. Ok. Ao nhập hàng thôi. Mua thịt người. Một một ba. Dạ luôn. Dạ anh cảnh sát. Dạ đây em có đứa nó đang suối mua cái gì thịt để bán cảnh sát. Dạ. Dạ dạ nó tên gì Thiên Kim 18 Lưu Hoàng á. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ sao anh? Dạ ok. Dạ tìm chứng thêm bây giờ. Dạ để anh để em thử em mồi em coi nó comment thêm em báo anh. Em thu thập bằng chứng. Dạ rồi. Dạ cảm ơn. Dạ. Có em có mệnh hệ gì anh em gửi số điện thoại nhớ đi theo định vị nha. Dạ. Chứ em sợ nó thuê dân hồ xong rồi nó tặc cứ nghèo. Dạ rồi cảm ơn anh. Ui. Sao em sao em nãy em nói anh nhập hàng gì á bạn Thiên Kim á. Em kêu anh nhập hàng gì em nói lại được không? Nói lại được không? Anh nghe chưa rõ mà. Em nói lại được không? Cam mờ quá anh ơi, cam mờ hả? Cam mờ bạn chỉnh lên bạn ơi. Chỉnh cái đồ họa lên nha. Đó. Bây giờ mình lớn rồi mình tự chỉnh đồ họa lên đi. Cam không mờ đâu. Đồ họa bạn mờ đó. Rồi ok, đang đủ ha. Ê. Tôi nghĩ là hôm nay là bán chứ sẽ không có thằng nào đi vòng vòng đâu mọi người. Hôm nay bán không thằng nào đi vòng vòng không? Xếp hàng xong nhớ nha, mọi người nhớ nhắc tôi nha. Xếp hàng xong mọi người nhớ nhắc tôi là phải đi kiếm hàng nha. Đi động đi đặt giá hàng nha. Chứ quên đặt giá hàng hoài luôn á. Rồi thiếu cheese nè, đó. Cheese bây giờ bỏ vô nè. Ê,
cheese cũng là tôi thấy là cái phô mai là cũng là cái mà người ta mua nhiều nha mọi người. Thấy phô mai người ta mua nhiều vãi luôn á. Sữa nè, ok. Tiếp sữa này thì mình sẽ để một cái quầy ở đây. Tôi nghĩ là tôi có hai thùng sữa, tôi nhớ tôi có hai thùng sữa thì phải. Sao mỗi lần em coi cái livestream là em thấy cam nó mờ lắm. Ủa, sao anh thấy cam anh đỏ mà ta, thì anh cũng đang ngồi anh coi livestream của anh để anh đọc comment của mọi người nè. Anh đang ngồi coi livestream của anh để anh đọc comment luôn á. Từ từ nha, ở bên đây hình như là để thùng lên thùng được đúng không? Hình như để đâu để thùng lên thùng được mọi người ơi. Đù, mấy kiến thức mới. Kiến thức mới đã được tiếp thu. Đù. Ơi, đó giờ tôi không biết tôi toàn để tắt nó ra mọi người. Không phải cứt. À, kiến thức này đã được tiếp thu nha. Bây giờ thì kệ, nhà mình đang khá là nhiều rồi. Tôi nghĩ chắc là bây giờ là tôi nên tập trung vào cái nguồn hàng nhập vô á. Bây giờ tôi phải nên tập trung vào nguồn hàng nhập vô nha. Rồi để coi nào, bây giờ là giá món nào đang tăng, giá món nào đang giảm đây. Giá cheese đang tăng. Phô mai, trứng với lại black tea, flour đỏ. Phô mai, trứng, trà, flour đỏ. Ok, phô mai, trứng, trà, flour đỏ đúng không? Ui, sao giảm đậm quá vậy? Phô mai, trứng, trà, flour đỏ là này đúng không? Không phải đâu. Flour đỏ. Phô mai, trứng. Phô mai, trứng. Đây, trứng đây, trứng là 5 đô rưỡi. Trà, flour đỏ, hình như mình thiếu cái flour đỏ rồi. Flour đỏ, nhưng mà hiện tại là flour đỏ nó đang bị giảm giá. Mình mua về, mình lời nó cũng có nhiêu quá mọi người. Bao bình luôn. Đó, ok. Mày vô, quý khách ơi, mày vô. Game gì vậy anh? Game này là game Supermarket Simulator nha em. Giả lập là siêu thị. Anh bán em 5.000 gói bim bim. Không mấy em ra xưởng em kêu dùm anh được không? Chứ anh cũng nhập ở xưởng về á. Em ra xưởng em nhập cho nó rẻ. Chứ em nhập ở anh là anh lỗ thấy mẹ anh luôn á. Giá hả? Đây, anh nhập giá rồi bạn ơi. Tôi nhập giá rồi. Rồi mày vô bà con ơi, hàng mới về. Tân Trang siêu thị. Rồi, ok. Mấy giờ mà tôi đủ tiền mà tôi mở rộng cái cửa hàng ăn xíu nữa. Hình như là muốn mở rộng cửa hàng tiếp, hình như tôi nhớ là 1.300. Ừ, 1.300 lần mọi người. Mắc tận 1.300 lần hơi nhiều. 1.300 hơi nhiều. Anh có bán chuyện bôi lớp không? Ở đây không bán chuyện, nhưng mà Supermarket là bán chuyện ăn má. Supermarket là bán chuyện. Sao siêu thị anh nghèo vậy? Anh mới khởi nghiệp mà. Anh mới khởi nghiệp em đòi hỏi gì ở một người mới khởi nghiệp? Tại sao em lại đòi hỏi như vậy? Ôi ôi, thấy chưa, sữa này trời ơi. Á, vừa nhập sữa cái có người mua liền 50 đô luôn. Trời ơi, có hai người mua sữa nè. Ơi, vậy là ngày mai chắc tôi phải nhập sữa nhiều hơn xíu mọi người ơi. Ngày mai chắc nhập sữa nhiều hơn xíu. Tầm này người ta mua sữa nhiều quá. Hồi nãy bên đây mình đang dư cái gì nhờ? Mình đang dư bánh mì. Bây giờ mình phải tính tổng lượng tiền mình nhập hàng trong vòng một ngày là bao nhiêu tiền. Thì từ đó mình mới tính ra được cái số tiền mà mình cần bán một ngày là bao nhiêu mọi người. Bây giờ là nước cam nè. Nước cam xong rồi sữa. Ha, sữa, đặc biệt là sữa nha. Sữa là ngày mai bắt buộc là phải nhập. Tôi nghĩ là phải có 3 kệ sữa, tại vì tôi thấy là người ta mua sữa nhiều quá. Rồi, ok, 28 đô lẻ 5. Có thiếu gì không anh? À, không thiếu gì à. Rồi, ôi, sao không ai mua sữa hết vậy? Rồi, có được. Ủa, gần hết sữa luôn rồi kìa. Để 2 kệ sữa phát gần hết sữa luôn rồi. Rồi, cái gì vậy nè cha? Đừng quay quanh lại, trời ơi. Má nó lại đi qua đi lại nó coi da. Thằng quỷ này là cái thể mọi người, thằng quỷ này là kiểu khách đối thủ cạnh tranh của tôi cài vô để nó phá tôi chắc luôn. Đối thủ cạnh tranh cài vô phá tôi chắc luôn. Không thể nào mà nó vô cửa hàng này chứ đi qua đi lại vậy hoài. Hứa luôn, nó hù cạnh tranh nó cài vô. Cay thế. Mua thì mua, không mua thì cút. Trời ơi, cứ đi qua đi lại hoài. Má cuối ngày tao lỗ. Mua thì mua, không mua thì cút. Trời ơi. Má lưu ý nha.
Lưu ý nha, phương châm của cửa hàng này là mua thì mua, mua thì cướp nha, chứ không có cái vụ mà cứ đứng đó đi qua đi lại hoài nha. Rồi ok, bây giờ là chúng ta phải nhập hàng tiếp mọi người ơi. Bây giờ là chúng ta sẽ có orange juice. Mình cần mua thêm orange juice nè. Sau rồi mình cần mua thêm một ít đồ nữa để trên kệ. Từ từ, bây giờ đồ nào trên kệ mình đang thiếu ta? Lo pasta hả ta? Không, pasta thì không. Má còn đồ nào thiếu trên kệ ta? Pasta thì không. Pasta thì không. Cà phê, tôi nghĩ là cần cà phê nhiều đó. Dầu ăn thì có rồi, cái này cũng có rồi, ngũ cốc có rồi. Ok rồi. Cái giọng này giờ phiêu hàng lên, cái hàng quỷ kia nó bớt ra đi, đi qua đi lại đi. Đây cà phê đây, mua đi mấy quỷ, đừng đi qua đi lại giùm tao cái. Rồi đúng rồi, đó đó, nó mua rồi mọi người, nó mua rồi mọi người, nó mua rồi mọi người, nó mua rồi, nó mua rồi, nó mua rồi. Ồ má hên quá. Đây nước cam đây, ai mua nước cam? Tôi có bán nước cam. Nước cam đây, nước cam nhiều luôn nha. Cái gì đắt nữa, cái gì đắt nữa, trời ơi. Bán hàng cỡ đó, có tâm cỡ đó rồi giảm giá đại hạ giá luôn còn đắt nữa trời. 12 đô, rồi khách tiếp theo. Trời ơi sao mua từng chai không vậy ba? 12 đô, đúng. Đó, mua phải mua vậy nè, mua đâu, mua chút xíu rồi, mua dùng trả giá. Đó chứ, mua vậy nè, mua vậy mới đáng để mua chứ trời. Rồi 45 đô, đúng. Người tiếp theo bao nhiêu ạ? 46 đô. Rồi ok, cút luôn. Tiếp theo ạ. Bao nhiêu ạ? 52 đô. Rồi 52 đô trở nên là thượng đế cái đó. Ok, mời quý khách ra. Rồi ông này nhiêu? Ông này 30 đô hả? 30 đô rồi, dưới 50 đô là chưa là thượng đế. Rồi cút. Ôi lộn, 30 rồi cút. Rồi người tiếp theo ạ. Bao nhiêu tiền đây? Ông này bao nhiêu đây? Trên 50 chưa? Rồi 50 đúng không? Rồi ok, mời quý khách ra đi, đi đường thượng lộ Bình An ạ. Rồi tiếp theo ông này như 15 đô hả? 15 đô mà bắt mình thối 85 đô. Rồi cút. Rồi cái này nhiêu đây trời, mua có một lốc sữa vậy. 11 đô rưỡi. Rồi cút. Rồi ok, người tiếp theo. À bà này chắc mua nhiều nè mọi người. Ồ 52 đô 50 luôn. Thối 47 đô đúng không? Không sao, 52 đô 50 thối 47 đô vẫn là thượng đế nha. Dạ mời khách hàng về vui vẻ. Dạ rồi. Ơ hẹn gặp lại quý khách ạ. Rồi 12 đô phải không? 12 đô rồi, cái cút. Ê, tôi nghĩ chắc là tôi bán thêm một ngày là tôi đủ 1.300 đô mọi người. Tôi nghĩ tôi bán thêm một ngày tôi đủ 1.300 đô á. Ừ. Anh uống coca móng tôm mà không, em muốn thử cho anh coi được không? Em muốn thử cho anh coi coca trộn móng tôm được không? Để coi coi, ví dụ mà em uống vô mà em không đau bụng á thì anh sẽ uống thử cho em coi. Chứ vậy em uống vô mà em đau bụng thì thôi anh khỏi uống ha. Wow, coca trộn móng tôm. Mày nghĩ đâu ra được cái món mà nó độc địa vậy em? Rồi mấy ông nội kia lại đứng đi vòng vòng nữa kìa. Nó lại đứng đi vòng vòng nữa, từ từ nha. Để tôi giải quyết mấy ông dưới kia cái. Tôi giải quyết mấy ông này cái. Bây giờ ông tìm cái gì? Trứng hết phải không? Tôi nghĩ chắc là mấy ông tìm trứng. Đây đặt hàng lẻ trước 9 giờ mọi người ơi. Trứng nè, sữa nè. Ok, trước 9 giờ nha, trước 9 giờ nha. Này subscribe thì bỏ đây. Đó, có người hốt subscribe liền. À, thấy có thằng chai đất rồi nha. Thấy có thằng chai đất rồi đó, subscribe thấy có thằng chai đất rồi đó, là chuẩn bị bát cho cái đầu nó nè. Rồi ok. Tiếp. Nè sữa, sữa bỏ đây. Đó, thấy chưa? Tụi nó đang tìm sữa. Lụm sữa đi à, lụm sữa giùm em đi à. Sữa xong rồi trứng. Đây, tiếp tục bỏ trứng vô là sẽ có đứa lụm nè. Đó, thấy chưa? À, phải phiêu hàng liên tục mọi người ơi. Mấy anh này không phiêu hàng không có mua. Nó đứng nó chờ đến nhà mình phiêu hàng thì thôi á. Trời đi chợ kỳ cục vậy trời. Chợ này không có, mình qua chợ khác. Chứ tự nhiên mình đứng mình phá người ta vậy trời. Thiệt luôn á. Cuối ngày rồi mấy anh chị tính tiền lẹ lẹ giùm em cái, đem đi về em ngủ nghỉ vợ con em tính cái gì ơi. Trời ơi. Rồi bao nhiêu à? 75 đô phải không? 75 đô. Cút. Rồi mấy anh chị mình mua cuối ngày, mấy anh chị mua nhiều nhiều em thích lắm. Mua nhiều nhiều giùm anh chị cuối ngày rồi mua nhiều một xíu nha. Rồi 44 đô hả?
Má hôm nay chắc lời đậm á mọi người. Hôm nay chắc lời nhiều á. Tôi nghĩ hôm nay lời nhiều á. 7 đô rưỡi. Rồi tiếp. Nhiều. 21 đô. Cúc. 21 đô là cúc hết mọi người. Dưới 50 đô là cúc hết. Còn trên 50 đô là chúc quý khách vui vẻ. Trên 50 đô là hẹn gặp lại quý khách nha. Còn dưới 50 đô là cúc hết. Rồi thằng quỷ này nữa. Mày đang tìm mày mua cái gì vậy? Bây giờ không có phiêu hàng cho mày được nữa đâu. Bây giờ là cúc luôn nè. Cúc. Rồi để coi coi lợi nhiêu lỗ nhiêu nha. Lời 400 đô. Yes sir. Lời 400 đô. Yeah. Ok. Thôi bây giờ là cũng tới ngày 20 rồi mọi người ơi. Chơi lâu lắm rồi. Giờ tôi xin phép là tôi sẽ up livestream nha. À, cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã ghé siêu thị của bé Go, ghé lớp học và làm doanh nhân thành đạt của bé Go và khởi nghiệp bằng Supermarket Simulator. Và bé Go xin phép là up livestream tại đây. Và cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem và yêu thương bé Go trong ngày hôm nay ha. Cảm ơn các bạn đã donate cho mình ở trên top top cũng như là ở trên YouTube nha. Tạm biệt anh em ở trên top top kênh Sigo Chơi Game. Tạm biệt anh em bên kênh Sigo Chơi Game. Và tạm biệt những anh em ở trên kênh Sigo Gaming YouTube luôn nha. Tạm biệt anh em. Bye bye.